Trong cái phiên chia sẻ về quyền lợi khách hàng hôm nay thì Toàn, nhà cố vấn già thì cũng xin được phép chia sẻ đến những khách hàng của công ty Daiichi Life. Khách hàng thì có thể là đã tham gia rồi mà cũng có thể là những bạn đang quan tâm những cái quyền lợi của mình trong bệnh dịch. Thì mình nghe buổi chia sẻ thôi, các bạn. Ở đây thì cũng xin giới thiệu sơ về bản thân một tí. Tôi tên là Phan Lê Thanh Toàn, giám đốc văn phòng tổng đại lý 30 thuộc 4. Thì ở 30 thuộc mình nó có tổng cộng là gì? Ở 30 thuộc mình có tổng cộng là 5 văn phòng ở thành phố 30 thuộc và 10 văn phòng ở tỉnh Đắk Lắk này. Và chính vì vậy á thì Toàn là cái văn phòng thứ 4 ở 30 thuộc. Cái may mắn là mình có cái nhà ở ở đường Soviet Nghệ Tĩnh, cho nên rằng là mình chuyển thành văn phòng của mình luôn. Thì trong 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 cái việc bảo hiểm thì Toàn đã làm 20 năm nay rồi. Và chắc chọn đời này sẽ làm bảo hiểm thôi, không biết làm gì khác đâu. Mình thì không có nhiều tiền, nhưng với bảo hiểm thì mình sẽ giúp được công ăn việc làm cho nhiều người, mình giúp được cho nhiều người khác có kỹ năng. Và thông qua bảo hiểm thì mình cũng sẽ giúp đỡ được cho cộng đồng nhiều lắm. Cho nên rằng là tuy là không có nhiều tiền, nhưng mà chính vì điều đó mình giúp đỡ được cho cộng đồng, cho nên mình quý cái nghề này và nguyện là gắn bó cả cuộc đời với nghề. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn để ý thì các bạn cũng thấy rằng là Toàn cũng làm nỗ lực mọi thứ để giúp cho cộng đồng, để rồi làm sao mình có được thêm những cái người mà trong cộng đồng người ta yếu thế, làm sao để rồi là người ta không còn yếu thế hơn được nữa. Tại vì sao? Cái bệnh dịch này nó làm cho những người yếu thế là càng yếu thế thêm, những người nghèo càng nghèo hơn. Và đôi khi cũng phải có chuyện này có chuyện kia để rồi có thể hỗ trợ cho cộng đồng được. Thì hôm nay chỉ là một cái buổi để chia sẻ cho mọi người thôi, và giới thiệu sơ qua bản thân một tí. Thì hiện nay thì nhìn vô trong thì Toàn thấy rằng cũng khoảng khoảng 30 bạn tất cả. Thì thôi thì chắc chúng ta cũng nên bắt đầu. Ở đây thì nó có cái nguyên tắc buổi chia sẻ hôm nay nha. Buổi chia sẻ hôm nay đầu tiên để nói mọi người nói rõ là ở buổi này không có mua bán gì cả. Này không có mua bán gì hết trơn á, mà buổi này là sẽ cố giúp cho mọi người, để rồi là mọi người sao, mọi người hiểu về bảo hiểm theo đúng cách mà cần được hiểu. Chính vì vậy mà cũng mong rằng là đưa được những cái thông điệp, những cái thông tin đầy đủ cho mọi người. Để rồi là gì, mọi người có cái nhìn nó sâu sắc, nó đầy đủ, và mình hôm nay mình chỉ hiểu đúng hiểu đủ thôi, mình hiểu đúng hiểu đủ tất cả những gì mà mình cần phải hiểu. Quyền lợi của khách hàng là gì? Quyền lợi của khách hàng là được quyền được hiểu đầy đủ, quyền này đầy đủ. Son ơi, em gọi điện thoại cho cô Giang, gái thấy cô Giang gọi cho anh nè, gửi link rồi mà không thấy cô Giang vô nghe. Em kiểm tra lại em thử sao, tại vì anh thấy là có nhiều người hình như chưa vô được, thì kiểm tra em thử là có vô được không. Thấy chị xấu rồi cũng chưa thấy vô. Thì hôm nay là cái buổi để mình chia sẻ, chắc mình làm từng đợt thôi, mình sẽ làm nhiều đợt khác nhau. Và rồi từ từ mình chia sẻ từng cái. Hôm nay thì mọi người đều có cái gì? Mọi người đều có quyền để hiểu những cái gì mà lý ra mình cần được hiểu. Rồi, rồi, để duyệt nha. Rồi, duyệt. Rồi, xin chào các bạn. Chương trình vừa mới bắt đầu thôi. Chào Thúy, anh chào Thúy. Em xem thử sau đó em hướng dẫn cô Giang nha, chứ còn cô có liên hệ trực tiếp với anh thì hơi khó, anh không có hướng dẫn được đâu, tại em tập trung nói chuyện tí nha. Thời gian mình không có nhiều. Thì xin nói lại tí nha, nói lại là hôm nay chúng ta không mua bán gì hết, và Toàn cũng không cố gắng bán cho ai cái gì đâu, cho nên đừng có nghĩ là vô đấy là Toàn đang cố gắng bán cái gì hết cho mọi người. Hôm nay là để mọi người hiểu về bảo hiểm, hiểu về tài chính,
Thế thì bảo hiểm nó là cái gì? Bảo hiểm nó là cái gì mà mình cần phải hiểu trong cái lúc bệnh dịch như thế này? Thì bảo hiểm á, nhân thọ nó là một cái công cụ trong rổ tài chính gia đình thôi nha. Và nó làm để làm gì? Vì sao nó có bảo hiểm nhân thọ? Nó là một công cụ dễ hiểu, có nghĩa là 5 phút là mình hiểu liền à, không có gì khó hết đó. Bảo hiểm có gì, tại chuyên gia người ta làm rồi à, 5 phút là hiểu về bảo hiểm rồi. Thì dễ hiểu thì dễ làm, dễ thực hiện, dễ thực hiện. Mà cái gì đi nữa mà mình thực hiện nó đều đặn và có kỷ luật thì dễ thành công à, và à, nó chính là cái công cụ để rồi bảo vệ. Các bạn lưu ý nè, anh nói rõ để mọi người hiểu nè, là bảo hiểm là một cái công cụ tài chính để bảo vệ tài chính của gia đình và bản thân trước những rủi ro về sức khỏe không mong đợi đó. Nó đơn giản vậy thôi. Và nếu mà nói về bảo hiểm nhân thọ, nói cho đúng á, mình chỉ có nói chừng đó là đủ rồi. Nhiều người người ta cứ nói rằng bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ sức khỏe, nói như vậy thì chắc chắn khách hàng người ta sẽ nghĩ mình lừa đảo. Không phải nha, tại vì bảo hiểm nhân thọ nó là để bảo vệ sức khỏe, thì có bảo hiểm hay không có bảo hiểm thì sức khỏe nó vẫn bị rủi ro, nó vẫn bị rủi ro. Chính vì vậy mà sao, chính vì vậy mà nếu mà mình nói thì mình nói cho nó đúng, chứ không thì người ta sẽ gì, người ta sẽ nói mình là nói không có đúng. Mà người ta nói mình lừa đảo là tại vì mình nói không đúng á nha. Mình nói lại nè, bảo hiểm nhân thọ là một công cụ trong rổ tài chính gia đình, dễ hiểu, dễ thực hiện, và thực hiện có cái luật thì dễ thành công nhất trong tất cả những cái công cụ. Tí nữa những cái công cụ về rổ tài chính gia đình thì tí nữa là anh sẽ chia sẻ. Và nó bảo vệ tài chính. Tài chính ở đây là gì? Bảo vệ tiền bạc cho mình á và gia đình mình trước những rủi ro không mong đợi về sức khỏe. Đó, thì đó là một cái mình nói rõ về bảo hiểm nhân thọ là nó là như vậy ha. Đó, dễ hiểu ha. Thì mình nhìn thấy nè, ở đây có một cái gia đình ha, trong cái hình mình thấy có cái gia đình. Và ở cái gia đình đó mình thấy cái gì? Mình thấy rằng là có bố mẹ ha, rồi bên ngoài kia thì là COVID nó đang hoành hành. Chính vì vậy mà nếu như mà mình có bảo hiểm thì phần nào đó bảo hiểm nhân thọ hoặc là công ty Daiichi Life người ta sẽ hỗ trợ cho mình những cái điều mà gì mà bảo hiểm nhân thọ người ta có thể làm được. Cái này bây giờ có ai xin lỗi Thái ơi, anh vô đây lấy giúp anh cái này cái Thái. Tại vì nhờ Thái duyệt giúp anh cái này cái em. Chứ anh thấy bên này nếu anh nói á, thì khi mà mọi người em thấy ai vô thì em bấm duyệt giúp anh thôi nha. Chứ anh vừa nói anh vừa duyệt thì nó có hai màn hình anh không có duyệt được. Em theo dõi cái đó được rồi. Em qua đây ngồi xong rồi duyệt giúp anh cái. Chứ bây giờ ngồi chung á nó hú á. Em qua phòng này nè. Xin lỗi mọi người, buổi chia sẻ đầu tiên cho nên là đôi khi nó cũng có những cái rủi ro. Mà rủi ro thì xin lỗi mọi người là cũng không có lường trước được. Rồi, vậy thì những ai đang tham gia thì anh chị nhớ cho một điều nè. Hiện nay thì công ty bảo hiểm nào cũng vậy, người ta cũng đang nỗ lực hỗ trợ cho khách hàng trong cái bệnh dịch. Thì nếu anh chị đang có hợp đồng bảo hiểm của các công ty khác thì cần kiểm tra lại với công ty, kiểm tra lại với nhà tư vấn của mình. Ở đây toàn dặn chung nghe, tại vì sẽ có người có với những công ty khác rồi. Thì trong cái buổi này thì mình chia sẻ chung, thì mình cần hỏi lại nhà tư vấn của mình. Nếu như mà không thì mình gọi điện thoại lên tổng đài để kiểm tra thử là lỡ bản thân mình và gia đình mình á, mà có người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán là Covid-19 thì được hỗ trợ cái gì. Còn cái phần của Daiichi Life hôm nay thì của công ty như thế nào, của Daiichi như thế nào xin phổ biến với mọi người thôi. Còn phần còn lại những anh chị ở công ty khác thì mình phải kiểm tra lại nhé, mình kiểm tra lại. Thì nội dung hôm nay cụ thể như thế nào? Nội dung hôm nay thì xin được phép chia sẻ 4 vấn đề sau trong vòng 60 phút. Nãy giờ cũng hết 17 phút rồi. Alo Sang, thấy cô Giang chưa? Cô Giang thấy cô Toàn rồi nè, thấy cô Toàn chia sẻ rồi. Dạ cô, dạ chào cô, dạ. Thì nội dung hôm nay á, thứ nhất là những cái hỗ trợ của Daiichi Life.
cũng như là hỗ trợ các công ty bảo hiểm trong lúc mà gì, trong lúc mà bệnh dịch hoành hành như thế này, nó kéo đến Buôn Ma Thuột rồi càng lúc nó càng số lượng càng nhiều, và mình phải hiểu để mình biết về quyền lợi của mình. Rồi khi biết quyền lợi của mình thì mình cần làm gì khi mà nó có cái chuyện đó nó xảy ra với người thân hoặc bản thân mình. Thứ hai là mình sẽ hiểu về bảo hiểm nhân thọ và tác dụng của bảo hiểm nhân thọ trong bệnh dịch ra sao. Thứ ba là có cái cách gì để bảo vệ tài chính bản thân và gia đình, cách để mình xây dựng nên một cái kế hoạch tài chính. Không nhất thiết là phải bảo hiểm nhân thọ đâu các bạn nha, không nhất thiết phải là bảo hiểm nhân thọ. Nếu mà mình chọn cách làm dễ thì là cái cách để hoàn thành một kế hoạch tài chính là bảo hiểm nhân thọ là cách dễ. Còn nếu không, mình có hoàn toàn vẫn có thể chọn những cái cách nó khó hơn nha. Mình vẫn làm được bằng nhiều cách khác nhau lắm. Nếu các bạn muốn anh chia sẻ về những cái cách khác nhau thì mình cứ gì, mình cứ 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 liên hệ với anh thôi, hoặc là khi nào hết bệnh dịch rồi thì ghé văn phòng anh hướng dẫn thôi nha, không có vấn đề gì hết. Quen được mọi người rồi trao được cái giá trị gì đó cho mọi người thì càng tốt thôi mà nha. Rồi và cuối cùng là kết thúc và cảm ơn, cũng có những cái phần quà tặng cho những bạn tham gia của buổi chia sẻ hôm nay với vai trò là khách hàng nha. Rồi thì xin lỗi là nhờ nhờ các bạn tắt dùm cái micro nha. Rồi cảm ơn ạ. Bây giờ mình nhắc lại một tí nè, tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ bây giờ hiện nay á là người ta đều có những cái chương trình hỗ trợ cho khách hàng nếu mà không may bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán là Covid-19, thì Dai-ichi Life cũng tương tự như vậy. Thế thì bây giờ việc đầu tiên xin xin cập nhật về Dai-ichi một tí. Thì Dai-ichi Life thì hiện nay á, tính cho đến ngày 16 tháng 7 á, đã hỗ trợ là 171 trường hợp nha, nhân viên và khách hàng tư vấn tài chính là bị nhiễm Covid-19, và tổng số tiền mà Dai-ichi Life đã hỗ trợ là 3,4 tỷ. Thì Dai-ichi Life có cái chương trình gì? Dai-ichi Life có cái chương trình là cứ mỗi một một các anh chị nào có hợp đồng của Dai-ichi Life thì nhớ cái này. Và mình còn những anh chị nào có hợp đồng của các công ty khác thì là mình tìm hiểu thêm và mình hỏi lại. Thì Dai-ichi Life hiện nay như thế này, cứ mỗi người có tên trên hợp đồng, mỗi người có tên trên hợp đồng, tại vì một hợp đồng nhiều khi có không phải một người đâu mà nhiều khi ba bốn người trên hợp đồng lẫn. Một người người ta có thể mua một cái hợp đồng xong xuôi, người ta mua thêm cho ba người trên gia đình. Dù là một cái sản phẩm tai nạn thôi, những sản phẩm tai nạn 200 triệu, nó khoảng 640 ngàn cỡ đó, thấp nhất là 640 ngàn với số tiền bảo hiểm 200 triệu mà nó có tên trên hợp đồng. Thì khi mà bị nhiễm Covid-19 này nè, thì mỗi một người như vậy thì được hỗ trợ 20 triệu. Mà tính ra như vậy là nếu một người trong gia đình mà không may bị nhiễm Covid-19 đó, thì thường là nó có hiệu ứng domino. Hiệu ứng domino là gì? Vợ thì có thể lây cho chồng, mẹ có thể lây cho con, cháu có thể lây cho ông bà, thí dụ vậy. Thì cứ mỗi người như vậy mà cứ bị nhiễm thì công ty hỗ trợ 20 triệu. Đây chỉ là cứ Mỹ có tên cho hợp đồng nha. Thì cái này làm sao? Những anh chị khác thì mình ngay lập tức mình liên hệ tư vấn viên hoặc liên hệ công ty bảo hiểm của mình á, để rồi mình hỏi nha. Mình hỏi thế thì bây giờ trong tình huống như thế này thì sao, cái này toàn hướng dẫn luôn nè, hướng dẫn luôn, cái này hướng dẫn chung cho những anh chị nào có hợp đồng với Dai-ichi và hướng dẫn chung cho những ai mà đang có hợp đồng bảo hiểm. Thường chúng ta lâu nay chúng ta làm mà nó không có chuẩn, thường là chúng ta đợi xong khi điều trị bệnh xong chúng ta mới liên hệ, thì cái đó là chúng ta làm không có đúng đâu. Rồi điều trị bệnh xong mới mới liên hệ thì nhiều khi cái việc chi trả nó sẽ nó chậm. Cho nên là trong cái trường hợp mà nếu bị nhiễm Covid-19 thì ngay lập tức nhấc cái điện thoại lên nha, báo ngay cho nhà tư vấn liền. Mà cái này cũng nên nhớ cho một điều luôn nha anh chị, nhớ cho một điều luôn là ngoài cái chuyện là mà mình nói rằng là gì, là mình nhấc điện thoại lên báo nhà tư vấn ngay khi mà mình có cái chuyện là dương tính, thì từ đây trở đi khi mà mình có vấn đề gì về sức khỏe thì một trong những người mình cần phải báo đầu tiên đó là báo cho nhà tư vấn của mình nha, chứ không phải đợi đến lúc mà nằm xong viện rồi thì mình mới báo nha.
Thì cái đó là gì? Đó là cái lời mà Toàn dặn trước. Tại vì khi mà mình làm được chuyện này thì cái thủ tục nó thúc đẩy nó rất là nhanh. Ha. Còn có nghĩa là ngay từ lúc mình nhập viện, người ta đã báo cho mình là nên nên gì, nên tập hợp những loại giấy tờ gì liền ngay ở thời điểm nhập viện rồi. Và cái lúc mà mình ra khỏi viện á, mình ra khỏi bệnh viện á nha, thì ổng cũng ở thời điểm đó là gì, cái nhà tư vấn người ta sẽ lấy toàn bộ cái hồ sơ thủ tục của mình để đi thanh toán liền, thì nó nhanh thôi, nó chỉ vậy thôi. Lâu nay chúng ta không có biết cách làm, chính vì chúng ta không có biết cách làm cho nên sao, cho nên rằng là đợi nằm viện xong rồi mới báo, báo xong xuôi là vô bệnh viện lấy lại giấy tờ thì nó lâu ra, mà khi nó lâu trong cái việc thanh toán thì nhiều khi là khách hàng sẽ không có vui. Mà cái chuyện đó thì thật ra là sai cả hai phía, sai ở cả khách hàng và sai lẫn cả nhà tư vấn. Và chính vì vậy mà từ đây ra đi chúng ta hiểu cái chuyện này rồi chúng ta sẽ làm đúng nha. Thì đó là cái một số cái. Bây giờ tóm tắt lại chỗ này một tí là những ai của Dai Chi thì được thông báo rồi, còn những anh chị nào không phải là khách hàng của Dai Chi thì cũng sao cả, mình liên hệ với công ty hoặc nhà tư vấn đi để xác nhận thử là quyền lợi của mình nếu không may mà bị nhiễm Covid-19 của mình và gia đình ra sao. Thì cái này là thông tin đầu tiên mà mọi người cần phải hiểu. Rồi thế thì nó có một cái điều kiện, nó có ở đây, nó có một cái chuyện là gì, là nếu như mà là làm như thế nào để rồi mình có thể có được những cái quyền lợi của Daiichi, thì công ty nào cũng vậy chứ không riêng gì Daiichi. Thì khi mình là khách hàng của bảo hiểm thì người ta sẽ gì, người ta sẽ có những cái quyền lợi, những cái đặc quyền riêng cho mình trong ở thời điểm mà bệnh dịch như thế này á, ốm yếu như thế này á, thì cái người nào có quyền lợi, người nào có đặc quyền riêng thì người đó sẽ có lợi hơn mà thôi. Đối với những cái khách hàng nào mà đang có hợp đồng của Daiichi rồi nè, thì lời khuyên là như thế nào? Lời khuyên là ở trong gia đình ít nhất á, thì mình nỗ lực, nếu như mà được á, thì anh chị khẩn trương bổ sung cái quyền lợi tai nạn vô cho những cái thành viên còn lại chưa có hợp đồng đi nha. Chỉ cần đối với Daiichi chỉ cần bổ sung quyền lợi tai nạn thôi, 200 triệu là 6.4, tại vì cái quyền lợi đó bổ sung lúc nào cũng được hết. Thì bổ sung có cho có tên cái đã, mà bổ sung lại tai nạn thì nhiều khi công ty chấp nhận liền à, nó rất là nhanh. Có tên ở trong đó thì là gì, là mình được hỗ trợ khi mà cái người đó không may bị nhiễm Covid, thì cái đó là giải quyết nhanh nhất nha. Thì cái đó là những cái mà Toàn dặn dò để rồi mọi người hiểu. Thế thì nói như vậy là có nghĩa là mình phải là mình có tham gia bảo hiểm thì mới được. Thì đúng rồi, đúng rồi. Thế thì bảo hiểm như nãy nói thì nên mua cho ai, mua như thế nào, thì ở đây nè, ví dụ như mình nhìn vô cái hình này nè, như cái hình này thì mình sẽ thấy, mình thấy cái gì, thấy đây là cái nhà ha, cái này Toàn gọi là mái ấm á nha, Toàn gọi là mái ấm. Thì cái nhà này có vững được hay không là nhờ hai cái trụ hai bên đó, hai trụ hai bên, mà hai cái trụ hai bên là đại diện cho ai, đại diện cho người mẹ và người cha ở trong gia đình, là hai cái người mà trụ cột kinh tế trong gia đình đó, hai người mà đang trong độ tuổi lao động đi làm để lo cho gia đình, và hai người này là hai trụ cột trong gia đình, hàng ngày họ phải đi làm để có tiền lo cho bản thân họ và lo cho gia đình. Thì ở trong gia đình này có ai, ở trong gia đình này thì có bốn người sau nữa, đó là ông bà, là người bố người mẹ ha, người bố người mẹ của gì, của hai vợ chồng này, và những người yếu thế là con, là con. Thế thì trong một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì thường chỉ dừng nhìn vô cái hình này thì ngoài biết là nên mua cho ai. Tại vì sao, hai cái trụ cột đó mà gãy một cái trụ thôi thì cái trụ còn lại phải gánh hết, nó đổ lên vai cái trụ còn lại hết. Thì chính vì vậy mà khi mà mình tìm hiểu đến bảo hiểm nhân thọ thì mình nên là gì, nhìn một cái hình này thì mình sẽ hiểu là mua bảo hiểm cho ai. Đừng có để một cái tâm lý là thương con, đừng có để tâm lý thương con rồi nhiều người cứ nói là mua bảo hiểm cho con, thì cái đó nó không có đúng, mà phải mua bảo hiểm cho người cha người mẹ, và để người thụ hưởng là con cái hay là ông bà đó. Tại vì sao, tại vì mình vì sao mình không có mua cho con cái và ông bà? Thứ nhất là con cái là người yếu thế, là người xài tiền, cho nên không có cần phải mua bảo hiểm cho con cái, mà con cái chỉ cần tai nạn và chăm sóc sức khỏe là được rồi. Còn ông bà thì cũng già yếu rồi, cũng không còn làm ra thu nhập nữa, ví dụ vậy, hoặc là chị đang hưởng hưu trí, thì nếu mua cho ông bà thì phí nó rất là cao, cho nên ông bà chỉ cần chăm sóc sức khỏe và tai nạn là đủ rồi, chừng đó là đủ rồi đó. Còn để dành tiền mà gì, mà mua cho người vợ và người chồng
Thì mọi người có thể chụp cái hình này lại nha, để mình hiểu, chứ đừng có để bị một cái tâm lý là ở cứ thương con, mua cho con rồi lỡ như người cha người mẹ có chuyện gì thì là gia đình nó mất đi thu nhập liền, và cái mái ấm của gia đình chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nha. Thế thì vì vì sao mà tôi nói như vậy, thì ở đây á, mình lại đi tí một cái hình nữa để tôi giải thích để mọi người hiểu nè. Nếu mà nhìn ở bên tay trái thì mọi người thấy có cái gì, có cái nhà nè, có xe nè, có tài sản nè của mình, vân vân và vân vân, thì cái này thì ai cũng có. Trẻ thì chưa có nhiều, nhưng mà mình không có xe hơi thì có xe gắn máy ha. Mình không có nhà villa như thế này thì mình có nhà nhỏ ha. Có một cái tài sản nhất định nào đó rồi. Thế thì bảo hiểm sản phẩm chính nó làm gì? Bảo hiểm sản phẩm chính là nó để bảo vệ thu nhập chưa làm ra các bạn. Thực ra thì bảo hiểm nhân thọ nó đơn giản lắm, nó không có cái gì phức tạp hết cả. Và đừng 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 làm cho nó phức tạp, tại vì đơn giản là bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ thu nhập vậy thôi. Là hàng ngày á mình phải đi làm nha, hàng ngày mình phải đi làm để có thu nhập lo cho bản thân, lo cho con cái và lo cho gia đình. Cái chuyện mà đi làm được là nhờ hàng ngày đi làm được là nhờ có sức khỏe. Thì khi mà mình mất đi 81% sức khỏe, mất 81% sức khỏe có nghĩa là mình không có đi làm được để có tiền lo cho gia đình, thì công ty bảo hiểm sẽ trả cho mình cái tiền để rồi đảm bảo mình vẫn có thu nhập. Ví dụ như một ngày một tháng mình đã làm 10 triệu, thì khi mà mình mất đi 81% sức khỏe mình vẫn có 10 triệu đó trọn đời, những cái trong suốt thời gian còn lại. Thì cái chuyện đó nó không có quá khó đối với bảo hiểm nhân thọ đâu. Tùy theo năng lực tài chính, nếu mà năng lực tài chính mình tốt thì được bảo vệ 10 triệu đó trọn đời. Nếu mà năng lực tài chính mình chưa có thì ok, mình có người ta có thể bảo vệ mình 20 năm thu nhập. Không có nữa thì người ta sẽ bảo vệ cho mình 10 năm thu nhập. Nếu không có nữa thì người ta sẽ bảo vệ mình 5 năm thu nhập. Ý như vậy thì cái kiểu gì mình cũng có thể có một cái hợp đồng bảo hiểm to nhỏ gì mình cũng có hết cả. Rồi thí dụ như mình ban đầu mình chỉ được bảo vệ thu nhập có 5 năm thôi. Rồi sau này mình giàu có ai cấm mình đâu, sau này mình khá lên giàu có hơn mình có thể tăng lên, mình bảo vệ thu nhập thành 7 năm, 10 năm, 15 năm, rồi sau này mình già đi thời gian sống mình ít lại thì mình có thể thu ngắn lại, giảm giảm cái gì thời gian bảo vệ thu nhập xuống, tại vì thời gian sống mình nó ngắn lại rồi. Thì bảo hiểm nhân thọ nó làm được việc đó, Thứ hai nữa là những cái người tham gia bảo hiểm nhân thọ thì người ta là có thêm cái quyền lợi là chăm sóc sức khỏe. Tại vì mọi người cũng hiểu là đi làm việc thì đồng nghĩa với cái việc là sức khỏe nó hao mòn. Cho nên là sức khỏe nó hao mòn thì nó dẫn đến việc đau ốm, nằm viện. Thì để cho người ta an tâm, để cho khách hàng an tâm thì công ty bảo hiểm đứng ra trả hết toàn bộ tiền viện phí. Nha, trả toàn bộ tiền viện phí. Thì viện phí thì nó lấy ví dụ như thế này nè. Mỗi cái đợt phẫu thuật là 75 triệu. Mỗi cái lượt mà đau ốm nằm viện là maximum là 60 triệu đồng. Rồi giường, tiền giường cho mỗi ngày nằm viện là 3 triệu, tiền giường tiền phòng, ví dụ vậy. Và trên cái thẻ chăm sóc sức khỏe thì nó cũng có nhiều cái quyền lợi khác nhau nữa. Thì để giúp cho cái người mà khi tham gia bảo hiểm thọ người ta an tâm, ok người ta nằm viện. Ví dụ như người ta có thể nằm ở cái nơi 2 3 người một giường thì bây giờ họ có quyền lựa chọn một cái bệnh viện tương thích hơn để họ nằm. Thì cái đó là quyền lợi chăm sóc sức khỏe mà đây cục gần như hiện nay á, gần như là công ty nào họ cũng có một cái sản phẩm như vậy. Thì mình cần phải nói chuyện với cái nhà nhà cố vấn để mình tìm hiểu. Thì hiện nay Daiichi thì tí nữa mọi người sẽ thấy nó cụ thể ra sao, tại vì tí nữa Toàn sẽ làm một cái để mọi người thấy cụ thể đó là cái gì. Tại vì khi mà mọi người nhớ là khi mà một cái nhà cố vấn tài chính á, cái nhà cố vấn tài chính mà khi mà người ta nói chuyện với mình cái gì á, thì người ta tí nữa người ta phải có chứng minh. Còn cái chuyện tư vấn tài chính mà người ta nói thôi mà người ta không chứng minh á thì không có vội tin nha. Rồi tiếp theo là đến cái gì, đến cái chỗ là ngoài cái chuyện chăm sóc sức khỏe ra còn được bù đắp thu nhập nữa. Ví dụ như một người đi làm tháng 10 triệu thì một ngày nằm viện họ có thể được hỗ trợ 500 ngàn. Thì ngoài cái chuyện là toàn bộ chi phí nằm viện được trả, được thanh toán thì mình còn được cái gì nữa, còn được trả một cái khoản tiền để rồi mình cái khoản tiền mặt đó mình có thể chi cho cái chuyện ăn uống, mua thuốc men thêm rồi nào vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái chuyện đó thật ra gì để giúp cho mọi người là nhanh chóng quay lại công việc và cuộc sống thôi. Tại vì khi mà viện phí được trả cộng với việc bù đắp thu nhập thì họ an tâm, họ an tâm thì họ nhanh chóng lành bệnh, và nhanh chóng lành bệnh thì quay lại công việc và cuộc sống, tại vì công việc cuộc sống nó vui hơn.
Đó thì đó là gì? Đó là cái ý thứ ba của cái việc bù đắp thu nhập, thì nó có quyền lợi là hỗ trợ viện phí. Thì cái chuyện này nó là một cái dạng khái niệm như vậy đã ha, mình hiểu sơ thôi tại vì thời gian nó không có nhiều. Rồi ngoài ra thì mọi người cũng phải hiểu, người hiểu đó là gì, hiểu là ngoài cái chuyện là bảo vệ thu nhập, ngoài chuyện chăm sóc sức khỏe, ngoài cái chuyện là bù đắp thu nhập khi nằm viện, thì ai cũng hiểu rằng sinh lão bệnh tử thì chắc chắn là nó tới nha. Thì chắc chắn tới thì một trong những cái mà mình cần phải có đó là phải có tiền. Còn nếu mà mình không có tiền, khi sinh lão bệnh tử tới mà mình không có tiền thì sao? Thôi thì tử thôi, mình không nói, tại vì người chết cũng không có cần nhiều tiền đâu. Nhưng mà lỡ đau ốm bệnh tật mà nó tới thì mình cần tiền thì phải làm sao? Nếu mình không có tiền thì thường mình có những cái giải pháp như thế này. Nếu mình không có tiền thì mình đi mượn. Mà đi mượn thì các bạn cũng hiểu rồi, cái người mà lấy cái tiền của họ ra cho cái người đau ốm bệnh tật tai nạn nằm viện á, thì thật sự cũng khó lắm, khó cho người ta. Không cho mình mượn thì khó, họ cảm thấy áy náy, nhưng mà cho mình mượn thì nhiều khi họ không biết mình có trả không. Trong cái tình trạng như vậy thì mượn không được, thì đôi khi á, mình đi mượn thì cũng ảnh hưởng đến cái uy tín hình ảnh của mình. Còn nếu như mà mình gì, nếu như mà mình không mượn được thì mình đi vay, bây giờ đau ốm bệnh tật rồi mà phải đi vay nữa thì chắc gì mình đã trả được. Và mà nói là đi vay thì đi vay ngân hàng chẳng hạn, không có ông ngân hàng nào cho mình vay để về chữa bệnh hết đó, người ta chỉ vay làm ăn kinh doanh thôi đó. Còn nếu mà mình không vay ngân hàng được, mình vay nóng thì lãi nó quá cao đi, thì chính vì vậy có một số người chấp nhận là bán đi tài sản. Thế thì những cái chuyện đó xảy ra thì sao? Mình đi vay đi mượn, đi mượn thì ảnh hưởng uy tín hình ảnh của mình, mà đi gì, đi vay thì phải trả lãi ha. Còn bán đi tài sản thì mình không biết có làm lại được không, thì vì bán đi tài sản có nghĩa là đồng nghĩa với hưu trí của mình đó, nó sẽ không còn an nhàn nữa. Thì để những cái chuyện để cho khách hàng không bị ảnh hưởng uy tín khi đi vay đi mượn hoặc là bán đi tài sản thì bảo hiểm trả. Thì bảo hiểm nó trả cái gì? Trả khi đau ốm nằm viện, bù đắp thu nhập khi đau ốm nằm viện, trả tổn thương từng phần từng phần từng phần từng phần, nếu mà do gì, do tai nạn, nó trả từ 1, 3, 7, 10%, 15%, 20%, 75%, 65, 75%, ví dụ vậy. Thì nó tổn thương ở đâu trả ngang đó, thì bảo hiểm nó hay, nó hay ở chỗ đó. Và tại vì những cái tổn thương đó nó gây ảnh hưởng cho mình, cho nên là nếu như mà ai cũng chịu khó nỗ lực hàng năm bảo vệ lấy thu nhập, rồi chăm sóc sức khỏe, rồi bù đắp thu nhập, rồi bảo vệ tài sản của mình, bảo vệ uy tín thanh danh của mình, thì hàng năm mình làm vậy thì 15, 20 năm sau thì mình sẽ tự động có tiền cho con đầu ăn học, rồi sau đó là có tiền cho đứa thứ hai ăn học. Và bảo hiểm nó cũng là một dạng tích lũy và đầu tư đó. Thì đầu tư như thế nào thì tí nữa cũng sẽ giải thích sau nha. Thì ở đây nè, xin chia sẻ với mọi người một số cái công cụ về tài chính gia đình nè, mọi người cần phải hiểu nha. Ở trên đời này nó có những cái cách để chúng ta đạt được sự tự do tài chính nha, nên giúp chúng ta thành công về tài chính. Ví dụ nè, trong cái rổ tài chính gia đình nó gồm như thế này nè: tiền mặt, trái phiếu chính phủ thì giờ chúng ta không có mua được nha, cá nhân không có mua được, rồi sau đó đến bảo hiểm nhân thọ, rồi sau đó là tiền gửi ngân hàng, rồi đi lên tí nữa là vàng, đi lên tí nữa là bất động sản, đi lên tí nữa là ngoại hối, rồi chứng khoán, rồi chứng chỉ quỹ trái phiếu, chứng chỉ quỹ hỗn hợp là giữa trái phiếu với cổ phiếu, rồi chứng chỉ quỹ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mạo hiểm thì cái này Việt Nam còn chưa có, rồi trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu, chứng khoán phái sinh, chứng khoán chứng quyền, rồi chứng khoán tiền điện tử. Cái này không hợp pháp, chưa hợp pháp ở Việt Nam. Thì cái mũi tên đỏ đó cho mọi người thấy là gì, nó càng lên cao thì rủi ro nó càng, thì càng lên trên cao thì cái rủi ro, cái sự kỳ vọng về lợi nhuận á, nó càng cao, nhưng tương ứng với rủi ro nó càng cao. Kỳ vọng thôi nghe, chứ không phải rằng là gì là chắc chắn đạt được lợi nhuận cao đâu, không có. Mình kỳ vọng cho nên mình lên cho đó, nhưng mà lên cho đó càng cao chừng nào thì càng rủi ro chừng đó. Thì tất nhiên có một số người sẽ hỏi rằng là anh Toàn, bảo hiểm nhân thọ với tiền gửi thì cái nào an toàn hơn, thì cái này anh xếp vậy nó có hợp lý hay không, vân vân. Thì cũng xin thưa mọi người rằng là gì, trong 20 năm vừa qua các bạn thấy cái công ty bảo hiểm nhân thọ là bị gì không? Trong khi đó là rất nhiều ngân hàng mất thương hiệu, mặc dù là ở Việt Nam người ta chưa làm cái công việc là để cho ngân hàng phá sản, nhưng mà
ngân hàng mà bị mất thương hiệu á, đếm trên đầu ngón tay cũng cả cả chục ngân hàng rồi. Thì qua cái đó mình toàn sẽ không có trả lời câu hỏi là bảo hiểm nhân thọ và tiền gửi ngân hàng cái nào an toàn hơn, toàn không trả lời nha. Nhưng mà mọi người hãy trả lời cái câu của toàn hỏi đó ha, là trong 20 năm vừa qua thì cái số lượng ngân hàng với cái số lượng thương hiệu bảo hiểm, thì cái thương hiệu về ngân hàng và thương hiệu bảo hiểm thì cái thương hiệu nào nó mất nhiều hơn, thì mọi người có thể tìm hiểu để mà trả lời câu của mình nha. Chứ bây giờ mà toàn nói là bảo hiểm nhân thọ an toàn hơn tiền gửi ngân hàng thì mọi người là bảo do anh làm bảo hiểm nhân thọ cho anh nói vậy nha. Cái này mình có thể tự tìm hiểu được, và hôm nay thì mình toàn chỉ giới thiệu cho mọi người cái rủi tài chính gia đình thôi. Thì mọi người phải hiểu là ở cái mũi tên đỏ đi lên á, nếu mà mình tham gia những lực ở phía trên á, thì nó càng lên cao nó càng rủi ro, và mình cần kiến thức và kỹ năng, mình cần rất là nhiều thứ khi mình đầu tư những lĩnh vực rủi ro trên cao. Chính vì vậy mà gì chính vì vậy mà mình phải hiểu được cái hình này mình mọi người có thể chụp lại nha, để rồi hiểu được cái hình này, và khi mà mình quyết định là đi đầu tư cao lên trên đó nha, thì mình phải phải trang bị kiến thức và kỹ năng. Nhưng còn nếu mình không trang bị kiến thức kỹ năng thì mình sẽ bị mất tiền nha. Chính vì vậy mà toàn nói mọi người là sao bảo hiểm nhân thọ nó an toàn, nó dễ hiểu là tại vì các chuyên gia người ta đã làm hết rồi, người ta làm đơn giản mọi thứ hết rồi. Mà dễ hiểu thì dễ làm là gì, hàng năm mình tiết kiệm thôi nha, tiết kiệm thôi. Và nếu làm nó có kỷ luật thì cái gì làm có kỷ luật cũng đều có thành công ha. Thì nó đây đây nè mọi người, nếu mà chuyển từ cái hình này sang cái hình này thì cái hình và về kế hoạch tài chính của con người nó có thể hình dung như thế này nè. Nhà thơ nhà, nhà 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 nhạc sĩ Y Vân á có nói là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó, thì cuộc đời của người 60 năm phải đi trên cái biển tài chính này nè các bạn nha. Mình có thể đi bằng rất là nhiều công cụ khác nhau để rồi mình đưa gia đình mình vượt cái biển đời tài chính này. Thì có người hoàn thành sứ mệnh tài chính bằng gia đình mình bằng tiền mặt, có người là bất động sản, có người là quỹ đầu tư, có người vàng, có người gửi tiền gửi ngân hàng chứng chỉ quỹ vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái chuyện này, trái phiếu chính phủ ngoại hối vân vân. Còn bảo hiểm nhân thọ thì tùy theo số tiền thôi, tùy theo sự nhận thức của mọi người. Vượt biển như thế này, có người chọn mình đi bằng cái phao, có người đi bằng thuyền câu, có người đi bằng thuyền buồm, có người đi bằng du thuyền gia đình, và có người đi siêu du thuyền. Thì để rồi mình đi được như thế nào ở trên biển đời như thế này nè nha, biển đời như thế này thì do nhận thức của từng người thôi. Còn anh thì anh vẫn chọn siêu du thuyền đưa gia đình đi nha, để rồi là gì mình đưa cả gia đình mình đi trên du thuyền, còn lại thì mình rảnh tay để mình làm những cái việc khác. Cái này thì cũng có bài ở trên trang cá nhân rồi, mọi người có thể đọc thêm đó. Thì ở đây nếu mà nhìn vô tất cả những cái công cụ để các bạn đạt được cái sự tự do tài chính đó, thì bảo hiểm nó đứng ở đâu, nhìn vô cái hình này thì mọi người sẽ thấy thấy cái gì. Đầu tiên là cái gì, là một người đàn ông ha, ở trên người đàn ông thì có bố mẹ già rồi, có vợ của mình, có hai đứa con, rồi có thú cưng ha. Thì để làm được việc đó đó, người đàn ông, người chủ ở đây được gọi là người trụ cột trong gia đình đó, ha. Có nhiều khi có những gia đình cái chỗ đó là người phụ nữ ha, nhưng mà phái mạnh thì luôn luôn gọi là chủ gia đình. Thì bảo hiểm nó nằm ở đâu, bảo hiểm nó nằm là cái dù á nha, cái dù. Thì nếu như mà gì nếu như mà các bạn có cái dù thì được che mưa che nắng, nếu mà mình không có cái dù thì tất cả cái người đàn ông đó phải gánh hết tất cả mọi thứ, và càng làm lĩnh vực lên cao thì càng rủi ro nhiều ha. Đó thì bây giờ anh giới thiệu một tí về cái nguyên tắc xây dựng cái tháp tài sản nè. Cái này nó đi theo các bạn cả cuộc đời nè, các bạn nhớ cái này, giúp mọi người nhớ cái này, giúp cái này nè. Tại vì gì, nếu mà mình không biết cái khái niệm này sau này là gì, mình rất là thiệt thòi trong quá trình xây dựng tài sản nè nha. Cái này là vô cùng lợi hại luôn, cái này anh học ở trong cái khóa là Wealth Intelligence của trong cái nhóm cộng đồng cố vấn tài chính. Thì hôm nay xin được phép chia sẻ lại cái cách mà mình xây dựng tài sản của mình nha. Thì cách xây dựng tài sản là gì? Ở đây một cái tháp tài sản nó chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất là tài sản vô hình. Tài sản vô hình đây anh gọi là cash nhân bi ha. Rồi lớp thứ hai là lớp bảo vệ nha. Rồi lớp thứ ba là lớp tạo thu nhập. Lớp thứ tư là lớp tăng trưởng.
và lớp thứ năm là lớp rủi ro. Lớp rủi ro. Thế thì ở đây thì sao? Nếu như mà các bạn xây từ dưới, khi mà mình xây tài sản của mình á, thì mình xây từ dưới mình xây lên, mình xây dưới đi xây lên, thì ở dưới cái đế mà chỗ cash nhân bi á, nó càng rộng thì nó càng an toàn cho bản thân mình và gia đình. À, nhiều bạn là gì không có làm cái việc này mà xây ngược cái tháp, cái tháp này mà xây ngược cái đầu nhọn này nó trúng xuống dưới thì rủi ro rất là cao, và rất nhiều bạn trẻ phá sản vì cái chuyện là mình xây ngược á nha. Thế thì thời gian, cái cạnh thứ hai bên này là thời gian và tăng trưởng tài sản, tài sản tăng trưởng ròng, thì nó càng lên cao thì nó càng tăng trưởng nha, mức độ tăng trưởng nó càng nhanh nha. Và cái cột thứ ba, cái tam giác thứ ba bên này là càng lên cao thì rủi ro nó càng nhiều, nhưng mà nó có một cái là kỳ vọng lợi nhuận nó tăng dần lên, tăng dần lên. Thế thì cái lớp này nó cụ thể nó là cái gì? Cái lớp đầu tiên là tài sản vô hình á, người ta vẫn thường nói rằng là lúc mà mình ra ngoài mình đi làm á, thì 5 năm đầu tiên, 5 năm đầu tiên của mình là mình xây dựng, là work to learn, là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình học nha, mình học để rồi mình làm việc để học, thì bao gồm là kiến thức nè, thái độ nè, rồi hoạt động hàng ngày nè, rồi kỹ năng nè, rồi thói quen làm việc nè, và niềm tin. Thì nếu cái này nó xây lên là nó thành chữ cash là chữ tiền đó các bạn nha. Còn lớp bảo vệ là gì? Lớp bảo vệ bao gồm bất động sản để ở nè, là cái nhà mình ở nha các bạn. Vàng, lớp bất động cái tài lớp lớp bảo vệ nó có vàng. Vàng là nó là một trong những cái công cụ mà cực kỳ tốt trong chiến tranh, nó là một tài sản phòng thủ rất tốt trong chiến tranh. Nói thật với các bạn nè, nếu mà đất nước mà có xảy ra chiến tranh một phát là mình phải quy đổi toàn bộ tài sản sang vàng hết. Thì cái đó là gì? Cái đó là một trong những cái mà các bạn lưu ý. Vì sao người dân Việt Nam thích vàng? Là tại vì mấy trăm năm vừa qua ở Việt Nam toàn chiến tranh không à, nên người dân Việt Nam vẫn còn thích vàng. Đó, và chúng ta chỉ mới hòa bình trong vòng 50 năm nay thôi, và chúng ta mới xây dựng được kinh tế đâu đó hơn 20 năm mà. Cho nên là người dân Việt Nam vẫn còn thích vàng. Nhưng mà thật ra cái tài sản phòng thủ tốt nhất là vàng nha các bạn. Nhớ nè, anh dặn các bạn nhớ điều này nè. Là khi mà đất nước có biến cố một cái là ngay lập tức toàn bộ chuyển sang vàng hết. Vì sao? Vàng mình có thể chôn cất ở đâu đó ha, và mình chia nhỏ ra mình chôn được nhiều nơi được, và cần thiết thì mình có thể xách nó trên vali và mình có thể bay ra nước ngoài được, để rồi mình qua đó mình làm lại từ đầu được, vân vân và vân vân, tất cả những chuyện đó ha. Và vàng mà mua trong chiến tranh là phải mua vàng chỉ nè đó, ví dụ vậy. Thì cái đó vì sao tí nữa từ từ anh sẽ giải thích sau. Rồi quỹ dự phòng khẩn cấp thì người ta vẫn nói là quỹ dự phòng khẩn cấp đó là gì? Đó là mỗi gia đình như vậy cần phải tích lũy 5 6 tháng đến 9 tháng đến 12 tháng, để rồi khi mà có chuyện gì thì mình gia đình mình vẫn có thể có thu nhập, vẫn có tiền xài trong vòng 6 tháng đến 9 tháng, 10 tháng, 12 tháng. Rồi và lớp bảo vệ ngoài ra nó còn có bảo hiểm nữa nha. Bảo hiểm là bao gồm bảo hiểm con người và bảo hiểm vật chất ha. Còn lớp tạo ra thu nhập, lớp tạo ra thu nhập thì đây việc đầu tiên là cái việc mình phải đi làm hàng ngày. Rất nhiều bạn cứ nói rằng là tôi làm tôi cố gắng tự do về tài chính, mà khi mà tôi cố gắng tự do về tài chính thì đến lúc nào đó thì tôi có đủ tiền rồi tôi không đi làm nữa, thì cái suy nghĩ đó cũng là suy nghĩ, mình tôn trọng suy nghĩ của họ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nói rằng là chúng ta có đủ tiền chúng ta không đi làm nữa, thì nhiều khi rằng là lỡ mà nó có biến cố gì thì mình không biết bắt đầu lại từ đâu. Mình có nhiều tiền mình có thể là ok đi làm để giúp cho thanh niên, giúp cho xã hội. Trao kiến thức, trao kỹ năng cho thanh niên, cho xã hội, thì cái chuyện đó là lớp tạo thu nhập. Rồi tiền gửi tiết kiệm, hiện nay thì lãi suất ngân hàng Việt Nam 5-6% một năm thì cũng ok đúng các bạn nhé. Rồi bất động sản dòng tiền, bất động sản dòng tiền là gì? Là các bạn có thể mình mua nhà ha, mình có tiền mua nhà, hoặc là mình có thể một trong năng lực chừng mực nào đó mình có thể vay để mình mua cái nhà xong xuôi mình cho thuê, và hàng tháng mình sẽ có cái tiền từ cho thuê đó cộng với cái việc là gia tăng cái giá trị bất động sản lên, thì mình sẽ hưởng lợi từ cái gia tăng giá trị bất động sản lên đó. Như vậy cái chuyện bất động sản dòng tiền là giữa người dám làm và người không dám làm thôi, người có năng lực trả nợ và người không có năng lực trả nợ thôi nhé. Thì cái đó bất động sản dòng tiền. Trái phiếu thì nếu mà các bạn tìm hiểu kỹ thì các bạn sẽ biết rằng là nếu như người có trình độ thì người ta không đi gửi tiền ngân hàng các bạn, mà người ta gửi trái phiếu doanh nghiệp á. Tại vì sao?
Gửi ngân hàng hiện nay 5-6% một năm, nhưng mà gửi trái phiếu doanh nghiệp nhiều khi 10-12% một năm là các bạn nha. Thì nếu chúng ta có tiền nhàn rỗi thì chúng ta gửi trái phiếu nha, mua trái phiếu chứ đừng có dại mà gửi tiền ngân hàng. Gửi tiền ngân hàng là dành cho các cụ thôi, là các cụ phải rút ra hàng tháng. Còn nếu như các bạn có cái khoản mà các bạn có thể là gì, là để một năm các bạn không có đụng tới, thì lời khuyên là thay vì gửi ngân hàng thì mua trái phiếu đi nha. Rồi chứng chỉ quỹ trái phiếu, chứng chỉ quỹ tiền gửi ha. Những cái này thì nói sơ thôi. Còn cái lớp tăng trưởng nó gồm người bộ cổ phiếu blue chip là VN30, danh mục ETF, chứng chỉ quỹ, bất động sản đất nền. Thì lên này cái lớp tăng trưởng thì tất nhiên là tài sản ở trên lớp này nó tăng nhanh, tuy nhiên là rủi ro nó cũng đã bắt đầu cao. Còn cái lớp rủi ro cao là cổ phiếu penny, là những cái cổ phiếu mà những cái công ty mà dưới ngàn tỷ á, cổ phiếu nó mệnh giá nó thấp vài ngàn đồng một cổ phiếu. Ví dụ 5 ngàn đồng một cổ phiếu nó tăng lên 6 ngàn là các bạn tăng 20% rồi. Thì đó là cổ phiếu penny. Rồi hàng hóa phái sinh, rồi bất động sản nghỉ dưỡng. Thì bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay Nha Trang làm nhiều nè, ở những các tỉnh thành phố nó làm nhiều nè. Rồi quỹ đầu tư tư nhân. Thì đó là những cái mà các bạn lưu tâm, là khi mà mình tham gia những lĩnh vực ở trên đó để mình gia tăng tài sản thì các bạn phải nhớ rằng nó rủi ro cao lắm. Và khi nó rủi ro cao thì các bạn mà có cái nền cash chuẩn bị cho thật tốt nha. Thì đó là cái tháp này nó sẽ đi theo các bạn trọn đời nha. Cái tháp xây dựng tài sản này nè, nó đi theo các bạn trọn đời luôn. Và một trong những cái mà các bạn phải nằm lòng là nằm lòng cái này ha. Thì cái cá nhân bi này thì ở trên bài cũng có ha, có cái tóm tắt này anh ghi rất rõ. Thì đó là gì, đó là anh giới thiệu sơ qua một tí về cái tháp xây dựng tài sản. Thì ở đây thì anh xin chia sẻ lại một tí để rồi quay lại cái câu chuyện của chúng ta. Chúng ta cũng thấy được cái đó là gì, bảo hiểm nhân thọ thì nó vẫn là một cái cách mà mình thấy rằng là nó đơn giản nhất trong rất nhiều cách. Các bạn quan tâm đến những cái cách khác á, thì không có vấn đề gì đâu. Bạn nào quan tâm cách khác, nếu mà các bạn ở Ban Bảo Thuộc thì các bạn cứ ghé ghé văn phòng chơi, rồi muốn hỏi cái gì thì hỏi thôi. Tại vì gần như tất cả những cái việc đó anh đều có gì, anh đều có tham gia hết á nha, anh đều có tham gia hết cả. Và bạn quan tâm đến vấn đề gì thì anh sẽ chỉ cho. Anh không có hướng dẫn hàng ngày được, nhưng mà anh chỉ cho cái chỗ để học ha. Còn hôm nay thì anh hướng dẫn cái cách đơn giản nhất nè. Cái đơn giản nhất là cách gì, là mình dùng một cái bảo hiểm nhân thọ. Thì khi mà mình quan tâm đến như vậy á, để có quyền lợi cho mình á, thì mình cần phải chứng kiến một cái phiên để rồi người ta lắng nghe nhu cầu của mình. Khi người ta lắng nghe nhu cầu của mình rõ rồi á, thì thường là cái người đó sẽ có được một cái quyền lợi cao nhất dựa trên cái số tiền tiết kiệm gửi bảo hiểm nhân thọ nó gì, nó vừa phải nhất, nó tốt nhất. Thế thì khi mà cái số tiền mình bỏ vào bảo hiểm nhân thọ nó vừa phải tốt nhất để mình an tâm rồi á, an tâm việc bảo vệ thu nhập rồi nè, an tâm để chăm sóc sức khỏe rồi nè, an tâm để bù đắp thu nhập rồi nè, an tâm để bảo vệ uy tín giữ gìn tài sản rồi nè, thì số tiền dư còn lại các bạn phải làm những cái lĩnh vực khác nó cao hơn nè nha. Lĩnh vực khác là gì, mình phải đầu tư nâng cấp bản thân mình lên để rồi mình tham gia những cái lĩnh vực ở phía trên cao hơn. Tại vì những lĩnh vực ở phía trên cao hơn thường nó mang lại lợi nhuận nhiều hơn, nhưng mà vì nó mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho nên nó ẩn chứa rất nhiều cái rủi ro. Và những cái rủi ro đó thì nó nếu mình có cash in bi, mình có kiến thức và kỹ năng thì những rủi ro nó bớt lại, nó bớt nguy hiểm lại cho mình. Thì cái đó là mình phải gì, mình phải hiểu. Thì anh nhắc lại cái này, trong đó gần như chỉ có mình Bitcoin là anh chưa có, anh không có tham gia thôi. Tại vì cái gì mà pháp luật Việt Nam cấm là anh không có tham gia, tại anh con một. Mà anh con một thì anh không tham gia những cái mà pháp luật cấm. Còn lại những cái gì mà pháp luật Việt Nam không cấm mà anh học được thì anh đều tham gia. Đó thì cái chuyện này không có vấn đề gì hết ha. Thanh niên mà, nếu như các bạn chịu khó để rồi các bạn làm giàu chính đáng, anh sẵn sàng chỉ nha, anh sẵn sàng chỉ hỗ trợ các bạn, không có vấn đề gì hết. Thì mà bây giờ anh cần một người xung phong đi, một người xung phong mình đóng vai khách hàng đi nha. Anh sẽ tặng quà cho cái người xung phong này để rồi anh hướng dẫn mọi người một tí về cái cách mà mình lựa chọn quyền lợi nhé. Anh cần một bạn xung phong nè. Dạ em ngon ạ. Ok, Ngân nha, Ngân nha, anh cảm ơn Ngân. Son ơi, xác nhận là anh tặng quà cho bạn Ngân nha, rồi sau đó thì mình kiếm cách mình giao quà cho bạn Ngân nha. Rồi anh cảm Dạ. ơn Ngân, anh cảm ơn Ngân. Mọi người lưu tâm nè, thường là khi mà
mà mình dự được một cái phiên mà lựa chọn quyền lợi đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, các bạn hiểu được rất nhiều thứ. Và những cái đó anh nói thật với các bạn nè, sau cái buổi hôm nay á, các bạn ra ngoài kia mà ai nói về Ponzi, về tài chính đa cấp và hoặc là gì là đa cấp tài chính vân vân, thì các bạn chỉ cười thôi. Thì hôm nay các bạn sẽ được trang bị rất nhiều thứ, và với những cái việc mà các bạn trang bị nhiều thứ như vậy á, thì các bạn sẽ được gì, tự bảo vệ được mình trước những cái mà rủi ro do cái chuyện là người ta làm không có đúng nha. Thế bây giờ là anh cảm ơn Ngân đã tham gia nha. Bây giờ anh mọi người chứng kiến ha, mọi người chứng kiến cái cách mà mình khi mà mình tham gia, thì khi nãy anh nói bốn ý đó: bảo vệ thu nhập, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bù đắp thu nhập, rồi bảo vệ uy tín thanh danh cũng như là tài sản, thì nó làm bằng cách gì, thì mọi người sẽ chứng kiến ở trong cái thời gian còn lại để mình hiểu. À, nó hóa ra nó có những cái công cụ đơn giản như vậy mà lâu nay không ai nói cho mình biết nha. Rồi anh nói cái này chứ nghe Ngân, là anh không có xin số chứng minh nhân dân của em cho nên là nó không lưu thông tin nha, em an tâm nghe Ngân nha. Dạ. Rồi em cho anh họ tên đầy đủ đi nha. Dạ, Hoàng Phúc Hồng Ngân ạ. Rồi. À, cho anh ngày tháng năm sinh nha. Dạ, ngày sinh là 15 tháng 6 1994 ạ. 06 1994. Rồi. À, 27 tuổi em nha. À, em làm gì Ngân ha? Dạ, em là nhân viên văn phòng thôi Ừ. anh. Nhân viên văn phòng là nghề nghiệp loại 1 nha. Em ít đi mà đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ok, anh cảm ơn em. Rồi mình cứ cho ở Ban Ma Thuột đi. Rồi. Thì ở đây anh xin giới thiệu một cái sản phẩm, đó là sản phẩm An Thịnh Đầu Tư hả? Rồi, xác nhận sản phẩm An Thịnh Đầu Tư. Rồi, ở đây thì thị trường tài chính nó đang tăng trưởng, cho nên là anh để là quỹ tăng trưởng nha. Một trong những cái mà anh vẫn nói mọi người rằng là anh có trách nhiệm theo dõi thị trường chứng khoán, tài chính để hỗ trợ mọi người. Rồi, trong những cái lúc mà cần thiết thì anh sẽ nói mọi người, khi cần thiết đội quỹ anh sẽ nói một đội quỹ. Là chính vì Dạ vậy anh, mà dạ anh ơi, ơi ơi alo anh ơi cho em hỏi cái này xí được không ạ? em cứ nói đi, em nói đi. Dạ ý hỏi là em bây giờ em thử làm khách để anh thử tư vấn cho em nghe là anh tâm tư như thế nào được không ạ? Anh có thể giúp em được Khoan khoan khoan, anh đang làm với bạn Ngân tí nè, anh đang làm bạn Ngân tí nha. Dạ À, bây là giờ tính được. mình cứ làm cái An Thịnh, tại vì anh chỉ cung cấp sản phẩm An Thịnh Đầu Tư thôi nha. Dạ dạ À, được. còn 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 nếu có những sản phẩm khác nhưng mà cái đó từ từ anh sẽ nói chuyện sau nha. Rồi. Dạ được. Ok, bây giờ mình nói đến cái quỹ thì nói như thế này, đối với sản phẩm An Thịnh Đầu Tư thì đối với anh ha, lợi nhuận thấp nhất là bằng trái phiếu chính phủ, hiện nay là 5-6%. Còn lợi nhuận cao nhất thì anh không có biết, tại vì đến giờ này nó gần 100% rồi. Cho nên là anh không biết là từ năm ngoái đến năm nay khách hàng anh đầu tư gần 100% rồi, lợi nhuận gần 100% rồi. Còn khi nào nó hết thì thôi nha, nó hết thì mình là chuyển sang quỹ khác. Cái chuyện đó thì mình sẽ làm được. Chính vì vậy mà ngay cả đầu tư bảo hiểm nhân thọ đi nữa thì mình cũng phải gì, cũng phải làm gì đó, và một trong những cái mình phải làm đó là đội quỹ khi cần thiết. Cho nên mình ra ngoài kia á, mà ai nói mình đầu tư là không cần làm gì vẫn có tiền á, là cẩn thận nha, cẩn thận nha. Rồi Ngân ơi, bây giờ cho anh tiếp nghe Ngân. Rồi, em muốn bảo vệ thu nhập bao nhiêu một tháng Ngân? Dạ, thu nhập của em một tháng tầm 10 triệu. Ok, nó đơn giản thôi em à, nó rất là đơn giản. Thu nhập của em một tháng khoảng 10 triệu thì số tiền bảo hiểm của em nó khoảng 2 tỷ Ngân nha. Khoảng 2 tỷ. Thì chỗ này á có nghĩa là gì? Có nghĩa là công ty cam kết trả cho mình một cái số tiền 2 tỷ khi mình mất đi 81% sức khỏe. Chứ mình không phải đóng vào công ty 2 tỷ nghe em. Không phải. Dạ. Mà số tiền của mình là 2 tỷ. Khi mà mình gì? Khi mà mình mất đi 81% sức khỏe thì người ta trả cho em 2 tỷ. Trả em 2 tỷ và em lấy 2 tỷ đem gửi ngân hàng. Thì em vừa có một cái tài khoản 2 tỷ mà em vừa có tiền lãi khoảng 10 triệu một tháng. Ok ha. Ok nha. Hiểu không? Dạ Em nắm được không? Em nắm được không?
Dạ dạ em hiểu ạ. Đó, nó đơn giản vậy thôi chứ không có cái gì phức tạp đâu. Như vậy thì để đảm bảo cho em 2 tỷ thì em phải phải cam kết với công ty điều gì, đúng không? Đúng không? Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Thì người ta nói rất rõ là em phải cam kết tiết kiệm cho bản thân em á, mỗi một năm là 24 triệu 580 ngàn. Em phải cam kết tiết kiệm cho bản thân mình. Còn còn có những em gửi ở đâu là tùy ý em. Nhưng nha, em gửi Dạ. 24 triệu 580 ngàn nào vào ở đâu là tùy ý em. Nhưng gửi ở Dai Chi Life thì Dai Chi Life sẽ có trách nhiệm cam kết với em 2 tỷ đó. Được không? Em dễ hiểu không? Rồi anh dặn Dạ. lại chỗ này, 24 triệu 580 ngàn tiết kiệm một năm em nhắm là có thể làm được không? Có nhiều quá không? Có nhiều quá với em không? Dạ em đang chi ra là một tháng phải em nhiêu. Không không, với số này em nhắm là có nhiều quá với em không? Dạ hơi cao một xíu ạ. Ok, không sao không sao không sao không sao Ngân, vì cái này là để bảo vệ thu nhập cho em trọn đời mà, cho nên nó hơi cao một tí. Thì tí bây cái này mình có làm đúng nhu cầu của mình thôi em ha, cái này mình làm đúng nhu cầu của mình thôi Ngân. Rồi rồi đến cái bước tiếp theo á, mình ngồi lại với nhà cố vấn á, người ta tính lại cho mình trên cái năng lực tài chính của mình nhé. Giống bây giờ mình có làm đúng nhu cầu đi ha, ok ha. Dạ. Rồi à, như vậy thì để bảo vệ cho em là 2 tỷ đồng thì em cần phải tiết kiệm là 24 triệu 580 ngàn nè, để bảo vệ là 10 triệu thu nhập trọn đời. Thì trong tương lai nó có thể là 11 12 triệu nghe Ngân, nhưng mà đôi khi nó còn có 8 9 triệu thôi, nó tùy theo lãi suất ngân hàng. Anh chỉ làm là đảm bảo thời điểm này thôi, còn trong thời điểm tương lai thì lúc đó anh sẽ tái cơ cấu với em sau nha. Dạ. Rồi. Cái chương trình mà khi nãy anh có nói về chăm sóc sức khỏe nè Ngân nè, Ngân thấy không, chương trình chăm sóc sức khỏe nè. Rồi thì nó có 3 dạng sau, thì ở đây anh chỉ có cung cấp là quyền lợi nội trú thôi em ha, quyền lợi nội trú thôi. Thì em thấy là phổ thông, đặc biệt, cao cấp. Em để ý cái này giúp anh cái nha, mọi người để ý cái này giúp nè, mọi người hãy hết sức tập trung cái này, tại vì phần lớn khách hàng bị thiệt là thiệt chỗ này nè nha. Rồi phổ thông là 300 triệu, đặc biệt là 600 triệu, cao cấp là 1 tỷ. À, 1 tỷ đi nữa thì người ta trả xong 1 tỷ là xong nghe em nha nha. Rồi thế là ba 300 triệu, phổ thông 300 triệu là 2,8 triệu, 2,8 triệu một năm nha, 2,8 triệu một năm. À, và cái quyền lợi của sản phẩm này là 48 năm nha. Rồi đặc biệt là 3,3 triệu nha, 3,3 triệu, và cao cấp á là từ 3,3 triệu lên 3,8 triệu. Đó, có nghĩa là em thấy không, từ 300 triệu là 2 triệu 8 mà lên cao cấp là 3 triệu 8, hơn 1 triệu đồng, nhưng số tiền bảo hiểm tăng từ 300 triệu lên 1 tỷ. Đại chi nó có cái này hay, thực sự là đại chi nó có cái này rất là hay. Hay ở chỗ là gì, thay vì là từ 300 triệu lên 600 triệu là nó thành 5 triệu 6, rồi từ từ 5 triệu 6 lên cao cấp 1 tỷ á, thì nó lại thành là 10 triệu. Thì Dai Chi nó chỉ lệch mỗi cấp như vậy có 500 ngàn thôi. Và khi mà em chứng kiến, các bạn chứng kiến được cái cảnh này nè, thì các bạn thấy, các bạn mới hiểu rằng là mình lựa chọn cái quyền lợi như thế nào cho nó phù hợp. Chỗ này em chọn phổ thông hay là đặc biệt hay là cao cấp? Dạ, cao cấp ạ. Ok, đúng rồi. Chọn khôn là phải vậy, đúng rồi đó. Nha, rồi. Thế bây giờ nếu như mà một tháng em cần bảo vệ 10 triệu thu nhập của em, thì chỗ này nè thì em có thể lựa chọn cái quyền lợi hỗ trợ viện phí, có nghĩa là mỗi ngày nằm viện được bù đắp bao nhiêu tiền á nha. Thì em muốn nằm viện một ngày em được hỗ trợ bao nhiêu? Dạ, 500 nghìn. Ok, 500. Ok em. Anh cho em hỏi là vừa chọn được thẻ vừa chọn được hỗ trợ viện Cả phí này hai luôn hai ạ. luôn, đúng rồi em, đúng rồi, đúng rồi. Vậy À, thì cái thẻ là một ngày nằm viện thì giả sử là được bao nhiêu anh ho? cái thẻ nằm viện toàn cầu là người ta thanh toán toàn bộ chi phí và trên chi phí thực tế nha, chi phí thực Dạ. tế. À, còn còn cái hỗ trợ viện phí là tiền mặt em nhận được sau khi nằm viện. Dạ em hiểu À, ạ. và người ta đếm từng đêm của em thôi, và nếu nằm khoa sót đặc biệt thì thành 1 triệu, còn phẫu thuật thì nhân gấp 5 lần lên. Và nó có những cái khác nữa, nó có những cái quyền lợi khác nữa, tí nữa minh họa nó sẽ ra nghe. Rồi thì cái chỗ này là để là cái thẻ chăm sóc sức khỏe này mà em kết hợp với bảo hiểm y tế á, Ngân,
là nó sẽ hoàn hảo nhé, nó sẽ hoàn hảo rồi. Còn cái hỗ trợ viện phí là để dùng cái gì, nhiều khi mình cũng phải bồi dưỡng cơ thể, mình mua thêm thuốc, có một số cái ở trong cái bảo hiểm nó không có trả thì mình có thể mua thuốc, hoặc là ở trong cái thẻ chăm sóc sức khỏe này nè có những cái người ta gọi là thực phẩm chức năng đó ngân, thì ở trong cái thẻ này nó không trả nha, nó đó là điều khoản loại trừ, thì mình dùng cái này để mình trả cho cái thực phẩm chức năng đó nha. Ok ha, rồi rồi. Dạ. À, chỗ này thì nó có một số cái quyền lợi, nhưng mà anh xin phép rằng là chỉ tư vấn cho em hai cái thôi, tại vì nó liên quan đến cái chuyện mà tổng phí mình tiết kiệm á, và nhiều cái quyền lợi thì hiện nay á, nó chưa có phù hợp với tài chính, cho nên là anh chọn cái quyền lợi nó phù hợp nhất cho em thôi nha. Em có đi lại nhiều không? Dạ không ạ, chủ yếu ở văn phòng thôi ạ. Cái quyền lợi này nè là cái quyền lợi tai nạn thường dành cho những người đi lại nhiều, đi bằng xe gắn máy. Nếu mà mình đi lại nhiều, đi bằng xe gắn máy thì mình nên chọn cao cao một tí. Nó cụ thể cái tối thiểu của cái quyền lợi này á nghe, là gãy tay nó trả 3%, thì gãy tay gãy chân thôi là trả 3%, là cái nhẹ nhất em ha, nhẹ nhất. Nó chứ còn mà nói là mất chỗ này mất chỗ kia, mất ngón chỗ này mất chân chỗ kia á, thì ở trong một cái buổi như thế này nói nó ghê lắm, cho nên là nó thể hiện trên điều khoản hợp đồng nha, nó thể hiện trên điều khoản hợp đồng. Chỗ này em muốn chọn bao nhiêu tiền? Dạ ít đi ra ngoài nên là em nghĩ thấp thấp thôi cũng được anh. Khoảng bao nhiêu em, khoảng bao nhiêu em chọn đi, em chọn thử. Dạ 500 triệu đến 1 tỷ thôi. Cho 500 triệu đi, 500 triệu, 500 triệu thì em phải tiết kiệm thêm triệu sáu nè nha. Rồi. Tiếp theo là cái bệnh hiểm nghèo có cấp toàn diện. Bệnh hiểm nghèo có toàn diện thì có hai chỗ này anh giải thích một tí. Tai nạn có nghĩa là nếu mà em tham gia sản phẩm tai nạn á ngân, thì gãy tay một cái ha, gãy tay thì nó đền 3% của 500, như vậy là gãy tay thì mình có được 15 triệu, tương ứng với đâu đó khoảng tháng lương của em á, tháng lương một tháng, tháng rưỡi cũng ổn em ha, ổn ha. Rồi. Cái chỗ bệnh hiểm nghèo có cấp toàn diện thì nó trả là bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu nó trả 50% mà trả hai lần cho hai bệnh, và nếu giai đoạn cuối thì nó trả số tiền bảo hiểm. Thì cái khi nào thì mình tham gia bệnh hiểm nghèo, mình quan sát trong gia đình mình á, có những người ví dụ như có những cái bệnh về gia đình, ví dụ nè ung thư, ví dụ như tai biến mạch não, ví dụ như nhồi máu cơ tim, vân vân, cao huyết áp vân vân, thì mình chọn quyền là bệnh hiểm nghèo. Tại vì cái đó là một dạng tà một một cái dạng phòng thủ, có nghĩa là ở trong gia đình á, bố mẹ ví dụ như cao huyết áp, nhiều khi bố mẹ ăn mặn nhiều rồi, rồi bố mẹ cũng nấu cho mình ăn và mình cũng ăn mặn, cho nên là nhiều bạn trẻ 30 tuổi bị cao huyết áp là vì như vậy á, thì mình xem là tính gia đình một tí nha. Đó, và nếu mà gia đình mình có vậy thì mình chọn chỗ này nó cao cao tí nha. Rồi em chọn đi, em chọn bao nhiêu? Dạ 1 tỷ 1 tỷ, ok. Chọn vậy là khôn quá. Tại vì sao em tính cho coi nè. Rồi. Tính nha. Rồi. Chọn 1 tỷ thì em phải tiết kiệm thêm một năm là 4 triệu 6, do tuổi em trẻ nè. Tuổi em trẻ. Bây giờ anh tổng cộng lại em coi nha, 2 tỷ nè. Cái thẻ này 1 tỷ nữa là 3 tỷ nè. Nha. Rồi, 500 triệu nữa là 3 tỷ rưỡi nè. Rồi 500 triệu tai nạn nữa là 4 tỷ nè. Với 1 tỷ này nữa là 5 tỷ. Như vậy là 5 tỷ mà em tiết kiệm mỗi một năm là 35 triệu 800. Nhưng mà khi nãy á, mình thấy rằng là tổng em thấy là gì, trên đời này có mấy người nào đảm bảo cho mình là 5 tỷ này đúng không? Nhưng mà với cái việc là mình tiết kiệm mỗi năm là 35 triệu 800 thôi thì mình được bảo vệ đến 5 tỷ. Tổng quyền lợi mình 5 tỷ lận ha. Rồi, thế thì nó sao? Thế thì mình cái đó là nhu, cái này là nhu cầu chính đáng của em, và cái mà em chọn rất là khôn ngoan đó là 1 tỷ bệnh hiểm nghèo. Tại vì nếu mà mình gì mình giai đoạn đầu thôi, mất giai đoạn đầu thôi ha, người ta trả cho mình 500 triệu. Đoạn đầu giai đoạn đầu của phụ nữ là gì, là ung thư biểu mô tại chỗ, ví dụ như ung thư vú, ví dụ như ung thư cổ tử cung vân vân, cái kiểu vậy á, thì người ta trả mình 500 triệu rồi, mà 500 triệu thì em tính với cái phí hàng năm là 35 triệu nè, thì nó bằng bao nhiêu năm? Nó bằng của em là khoảng 15 năm phí hả? Đúng không? Đây chỉ nó có cái hay là sản phẩm bệnh hiểm nghèo nó giá nó rất là hợp lý,
anh không nói rẻ nha, nó tam tam bệnh hiểm nghèo lẫn, nó không phải là rẻ mà là hợp lý. Thì nếu mà đầu tư một cái tài sản hợp lý như vậy thì lỡ mà mắc bệnh ngay giai đoạn đầu thôi, người ta đã trả cho mình cả chục năm phí và người ta dúi tiền trong tay mình vậy, còn mình làm gì là tùy mình. Thì mua theo kiểu này là rất là khôn ngoan, rất là khôn ngoan. À, tuy nhiên thì cái đó mới hết cái phần lựa chọn quyền lợi của em thôi, và em phải lúc này thì sao? Thường lúc này á, thường lúc này thì sau khi mà mình nói chuyện với nhà cố vấn của mình xong xuôi rồi thì người ta sẽ tính toán cho mình đúng cái nhu cầu, đúng ý hệ nhu cầu. Các bạn thấy không, tất cả như nãy bây giờ các bạn thấy nhu cầu hết sức rõ ràng hết rồi. Thì khi mà mình hiểu được cái nhu cầu rõ ràng như vậy rồi thì thường cái số tiền mà phí hàng năm á, mình tiết kiệm vô công ty bảo hiểm á, nó hơi cao một tí, nhưng vì nó là cái nhu cầu trọn đời. Chính như vậy nó hơi cao một tí. Mà khi nó hơi cao một tí thì sao? Nó hơi cao một tí thì mình nói lại với nhà cố vấn của mình. Mình nói lại nhà cố vấn là 38 triệu. Chỗ này 38 triệu, 35 triệu quá nhiều với em lắm không Ngân? Dạ, nếu mà tiết kiệm một chút thì cũng ok anh ạ. Nhưng mà anh nói trước nha, nói trước là làm cái gì thì làm. Mình tiết kiệm làm sao nó nằm ở trong từ 15, maximum là đâu đó 16-17% thôi, chứ đừng có tiềm cận 20% trên tổng của thu nhập của mình. Tại vì nó tiềm cận, càng tiềm cận 20% tổng của thu nhập của mình á, mà em đi một cái gánh 20 năm nó nặng, nó nặng. À, tại vì nó như thế này nè các bạn, như thế này ban đầu nó giống như cái việc mình đặt cọc nha, ban đầu nó giống cái việc là mình đặt cọc trong một cái khoản đã. Rồi vài bữa ai cấm em khá hơn, giàu hơn, khi em cấm, lúc mà em khá hơn, giàu hơn, lúc đó em có thể tăng lên ngân nha. Dạ. À, ví dụ như thế này nè, đa chi nó có những cái quyền lợi mà hoặc là các công ty bảo hiểm khác cũng tương tự như vậy các bạn nha. Nó có quyền lợi là gì? Quyền lợi là khi mà gì, khi mà mình sinh thêm con ha, khi con mình vào cấp 1, cấp 2, cấp 3 hoặc là vào đại học thì mình có quyền tăng số tiền bảo hiểm lên. Rồi rồi khi mà con mình học xong đại học rồi, mình có quyền giảm số tiền bảo hiểm xuống. Có nghĩa là khi trách nhiệm tài chính tăng lên thì mình có thể tăng lên, mà khi trách nhiệm tài chính giảm xuống mình có thể giảm xuống. Chính vì vậy mà đừng bao giờ để cho cái câu chuyện là phí bảo hiểm hàng năm nó làm cho mình cảm thấy nặng em hả? Em hiểu không? Tại vì ở trong tương lai nó còn nhiều nhiều cái thay đổi lắm, và phải làm sao nó vừa phải để rồi mình cảm thấy là ok, nó là cái để mình an tâm. Vì sao em cần an tâm? Vì khi mà an tâm em làm cái công việc của em nó sẽ hiệu quả hơn. Em nắm được không Ngân? Và Dạ, em hiểu khi anh mà ạ. em làm cái công việc của em hiệu quả hơn á, thì đồng thời nó việc nó thăng chức. Mà khi nó thăng chức thì đồng nghĩa việc là thu nhập em tăng. Thì lúc đó em muốn tăng cái gì đó em tăng. Rồi, bây giờ cho lại cái nữa. Đó là nếu mà để bắt đầu cái chương trình này em muốn bắt đầu hạt bao nhiêu Ngân? Dạ, như lúc đầu em nói thì cái số 24 nó vẫn còn hơi cao một xíu. Nên Ok. là tầm 20 thì sẽ ok hơn. Ok hơn đúng không? Rồi, rồi. Ok, anh Dạ. chỉnh cho nè. Bây giờ coi coi cách anh chỉnh nè. Chỗ này anh cho 1 tỷ thôi nha. Thì khoan 2 tỷ đã, mà là 1 tỷ. Thì 1 tỷ thì có nghĩa là em được bảo vệ thu nhập 5 triệu một tháng trọn đời. Đúng chưa? Dạ. Ok, rồi. Cái chỗ này anh sẽ cố gắng giữ cho em cái cao cấp nha. Rồi. À, còn cái chỗ này anh chỉnh cho em đâu đó, chỗ này anh chỉnh cho em đâu đó khoảng 400 thôi nha, 400. Rồi. À, nhớ chỉnh chỗ này một tí. Cái quyền lợi tai nạn này nè thì anh để cho em 300, còn cái quyền là bệnh hiểm nghèo này nè, bệnh hiểm nghèo này nè, anh để cho em khoảng 500 thí dụ vậy. Anh tính lại cái thử coi. Em thấy đẹp chưa? Em thấy đẹp không? 20 triệu nè, thấy không? Dạ. À, là 1 tỷ nha. Rồi cái thẻ này 1 tỷ nữa là 2 tỷ, 2 tỷ tư, 2 tỷ tư với 300 là 2 tỷ 7, 2 tỷ 7 với 500 là 3 tỷ 2, mà em tiết kiệm năm 20, 20 ổn không? Dạ, quá ổn luôn Đó, anh. đó, 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 đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình muốn có sao thì mình nói với nhà tư vấn của mình thôi. Rồi xong xôi rồi, với kinh nghiệm người ta biết là làm cái gì đó tốt nhất cho mình. Hiểu không? Rồi, em có gia đình chưa Ngân? Dạ chưa, do dịch À. nên là bị hoãn anh ơi. Rồi sau này không, mình chưa có gia đình, mình mua cái hợp đồng bảo hiểm thì đó là tài sản trước khi lấy chồng của mình. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Dạ, em hiểu. À,
Và cái tài sản trước khi lấy chồng của mình á thì là gì? Là cái tài sản không ai được đụng vô. Mấy mấy bà là hay giấu giấu, bỏ tiền chỗ này bỏ tiền chỗ kia, bỏ tiền trong cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là an toàn nhất, công khai rõ ràng nhất, và đó là cái hũ hũ tiền của mình, khi cần là mình xoay dễ nhất. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, mọi người hiểu được chuyện như vậy. Rồi, anh đã từng làm với khách hàng của anh ngồi 5 tiếng đồng hồ, xong xuôi là tính toán cho hai vợ chồng và cuối cùng là chỉ có 24 25 triệu thôi, tổng số tiền bảo hiểm 4 tỷ tư, 4 tỷ 2. Đó, thì sau này khi em có gia đình Ngân ha, em có gia đình. Em có gia đình. À, em mới bỏ con em vô thêm Ngân. Tại con nít á nó dưới 5 tuổi nó hay đau ốm. Thì mình bỏ cho nó cái thẻ chăm sóc sức khỏe. Rồi nó 5 tuổi á, thì nó hay bị gì? Nó đi học nó bị té, bị gãy tay gãy chân vân vân vậy á, thì mình cho nó cái một cái quyền lợi tai nạn ngân. Chứ đừng đừng có để nó xảy ra tình trạng rằng là ở thời điểm đó ai nói mình mua cho con mình cái hợp đồng bảo hiểm, không phải vậy. Ha. Tiền còn lại các bạn phải làm, phải kinh doanh, phải bất động sản, phải này nọ vân vân và vân vân, và mình phải có nhiều cái rổ tiền khác nhau để rồi mình hoàn thành kế hoạch tài chính của mình và cũng tự nâng cấp mình lên. Thì như vậy thì sao? Như vậy thì tất cả cả nhà đều chứng kiến qua một cái buổi để rồi lắng nghe nhu cầu cụ thể ra sao, mình nên lựa chọn người lợi như thế nào, mình nên nói với cái nhà cố vấn tư vấn của mình ra sao, thì mọi người cũng vừa mới chứng kiến như vậy. Thì cái phần sau đó là cái phần mà người ta phải ý, người ta xuất cái bản minh họa quyền lợi ra, để anh xuất cái bản minh họa quyền lợi ra cho em nè, để xuất ra chúng tôi tí nữa lỡ nó mất đi nè, rồi có gì anh gửi lại cho Ngân thôi nha. Cái này là anh để 72 năm, 72 năm, nhưng mà không, đối với sản phẩm của anh là đóng phí 20 năm thôi, rồi sau đó anh tính toán lại cho nha. Sau đó anh xuất ra cho em nè. TD 1D 8. Rồi. Mới xuất ra cái bản minh họa quyền lợi cho em. Rồi, từ đó nhờ trên cái bản minh họa quyền lợi này, anh chiếu cho mọi người coi tí nha. Đây. Xuất ra cho em cái bản minh họa quyền lợi này. Rồi. Thế thì cái bản minh họa quyền lợi này á thì anh phải có một cái buổi nha, anh tư vấn lại cho Ngân tất cả những cái quyền lợi ở trên cái bản minh họa này. Rồi anh tư vấn cho Ngân cái cách đầu tư. Rồi anh tư vấn cho Ngân cái cách sử dụng sản phẩm. Rồi tư vấn cho Ngân cái cách để rồi cái chiến thuật sử dụng sản phẩm. Rồi vân vân và vân vân. Tất cả những cái việc đó nó sẽ giúp cho em là từ khi tham gia bảo hiểm xong xuôi là em an tâm, thoải mái. Rồi lúc đó chỉ đợi một cái cơ hội để tái cơ cấu quỹ thôi. Đó. Thì cái đó ở trong cái buổi này mình không thể nói hết được. Hôm nay thì mình chỉ nói sơ qua một số cái để rồi mọi người hiểu ha, để mọi người hiểu hiểu được là cái cách mà mình gì, cái cách của mình nên ngồi lắng nghe như thế nào, chọn quyền lợi ra sao để rồi mình có cái gì, có cái quyền lợi mình tốt nhất. Tất cả chúng ta, anh cũng vậy thôi, các bạn là người yếu thế, nếu như chúng ta chịu khó ngồi xuống nói chuyện với nhau một tí thì nó giống một dạng thôi, đó là dạng mình đầu tư về thời gian để mình lựa chọn quyền lợi của mình hiểu về quyền lợi của mình thì mình sẽ an tâm. Và thường là số tiền của mình gửi vào công ty bảo hiểm nhân thọ là thường là rất là thấp, nhưng quyền lợi của mình cao nhất. Thì đó là mình nên đầu tư thời gian để rồi gì, mình nên đầu tư thời gian để rồi mình đầu tư tí thời gian thôi, nhưng mà mình được rất là nhiều thứ. Và nếu mình làm được việc đó thì mình nằm ở trong 1% khách hàng là có lợi nhất trong công ty bảo hiểm. Như vậy thì 99% khách hàng còn lại, khi mà họ mua theo kiểu ủng hộ, khi mà họ mua theo kiểu là không có chịu ngồi xuống nói chuyện với nhà cố vấn tham mưu của mình, không có một cái kế hoạch sử dụng, thì nó dẫn đến cái việc rằng là gì, là 99% còn lại đó là phải đưa tiền cho cái người mà 1% được tư vấn đến nơi đến chốn. Đó thì đó là cái cách mà
mà mọi người phải hiểu một cái kế hoạch tài chính nó là như vậy. Thì thông qua cái buổi này thì ngoài những cái chuyện chia sẻ như vậy thì cũng mang đến cho mọi người thêm những cái tí kiến thức. Và nếu như mà bạn nào mà có quan tâm thì cứ ghé văn phòng thôi, tại vì văn phòng anh làm đẹp lắm và nó đầy đủ trang bị tiện nghi. Rồi mình muốn được nghe sâu hơn, mình nghe kỹ hơn, mình nghe rõ hơn, hoặc là mình muốn hỏi anh thêm cái điều gì thì cứ mạnh dạn thôi nha. Không có, đừng có ngại. Đối đối với anh là anh tạo ra cái nơi này để cho rồi giúp cho mọi người hiểu về tài chính, giúp cho mọi người biết rõ về kế hoạch tài chính, cũng như rằng là giúp đỡ cho thanh niên có thêm nhiều kiến thức, có thêm kỹ năng để rồi là về các bạn làm giàu thì đất nước Việt Nam mình sẽ tốt hơn thôi các bạn nha. Đất nước Việt Nam mình sẽ tốt hơn thôi. Thế thì nó là vấn đề gì thì ở đây thì mình có một số cái, thí dụ như anh nói ví dụ nè, ví dụ như là đây là một cái quy trình nó đầy đủ ha. Đến hôm nay thì anh mới đi với Ngân 4 bước thôi nè Ngân nè ha, nhưng mà vẫn chưa hết 4 bước á Ngân, vẫn chưa hết 4 bước thì còn còn lại 5 bước ở phía sau nữa đó. Cho nên là hôm nay anh nói mọi người là gì, không có buôn bán gì ở đây hết mà nói cho mọi người hiểu thôi và nên cái cách như thế nào. Và một trong những thứ mà mình cần phải làm đó là mình tham gia một cái sản phẩm đầu tư như vậy nè. Thì mọi người biết không, năm vừa rồi đến giờ này, từ đầu năm đến giờ lợi nhuận của sản phẩm An Thịnh đầu tư này 25% rồi, 25% rồi. Thì nó cũng là cái cách để rồi mình gia tăng cái tiền của mình lên nhé. Rồi bây giờ xin phép dừng lại ở đây tí, toàn cho phép toàn hỏi là có bạn nào cần hỏi điều gì không? Có nó như thế này là các bạn, ở trong cái buổi hôm nay thì các bạn có cần hỏi điều gì thì các bạn cứ hỏi đi nha, hỏi. Và trước khi chúng ta anh để khoảng độ 5 phút ha, cho mọi người hỏi trước khi kết thúc cái chương trình ngày hôm nay. Dạ anh ơi, cho em hỏi một xíu ạ. Em hỏi đi Ngân, em hỏi đi. Dạ, như lúc nãy cái chương trình hỗ trợ Covid mà anh nói từ đầu á, em có một thắc mắc là nếu như mà F0 mà đang vẫn còn đang điều trị ôn tiên lượng 6 á anh, thì Hiền ơi em tắt cái micro đi Hiền ơi. thì sẽ được chi trả, hỗ trợ chi trả như thế nào anh không? À, nó như thế này nè. Cái này là anh mang cái dịch vụ này từ nước ngoài về. Đối với anh á, là những cái người mà khách hàng của anh á, là khi mà họ vừa có vấn đề về sức khỏe, cái là một trong những cái mà họ phải làm ngay đó là gọi cho anh ngay lập tức liền. Gọi cho anh ngay lập tức là tại vì sao? Anh có những cái mối quan hệ và cần thiết anh sẽ gửi bác sĩ cho gia đình họ, hoặc là anh có thể tương trợ họ trong cái quá trình mà gì, trong quá trình mà đau ốm nằm viện. Và cũng đồng thời ở thời điểm đó anh chuyển sang cho họ một cái văn bản ngay lập tức liền là trong quá trình nằm viện á, thì cần tập hợp những giấy tờ gì. Tại vì sao? Tại vì nó như thế này nè Ngân, là thường là hay bị chậm trễ giấy tờ lắm, nhưng mà nếu như mà thân chủ của anh mà báo cho anh sớm á, thì anh sẽ chuyển cho văn bản. Thì có thể họ nói với bệnh viện, hoặc cần thiết anh sẽ vô anh nói với bệnh viện là cái ngày nọ ngày kia khi mà thân chủ của tôi xuất viện á, thì đảm bảo phải có những loại giấy tờ này. Thì vì sao mình phải nói vậy? Để cho bệnh viện người ta chuẩn bị. Và nếu như cái ngày mà thân chủ của anh mà xuất viện mà không có thì mình khoan trả tiền thôi nha. Em hiểu không? Hiểu không? Dạ. À, cái lúc mà em phải trả tiền, thanh toán tiền cho bệnh viện, lúc đó em quyền lực lắm. Cho nên là nếu mà tôi trước đây tôi đã thông báo rồi, cái ngày tôi xuất viện mà không có giấy tờ thì tôi không trả vậy thôi, còn khi nào có giấy tờ thì tôi trả. Thì với cái việc đó là bệnh viện nó phải lo chuẩn bị giấy tờ cho mình. Và lúc đó sau khi em trả tiền xong thì em cầm giấy tờ trong tay thì anh mang về anh thanh toán luôn. Thì chính vì vậy nó rất là nhanh. Cái này ở nước ngoài nó mới làm, ở Việt Nam không thấy ai làm hết, thì anh làm. Nha. Rồi, còn nếu như có trường hợp là bây giờ mình bị cách ly rồi, có những cái trường hợp như mình nghe đâu đó rồi
mất ở đâu đó luôn thì sao? Cái đó không cứ an tâm, an tâm. Công ty người ta vẫn cử ra những cái người, khi mà ta biết thông tin đó, người ta cử ra những cái người để rồi có thể tìm hiểu ở trên các cái trang web của CDC, rồi người ta xác nhận là khách hàng của mình như thế nào để chi trả nha. Hiện nay á, thì anh thấy là chậm nhất là 2 ngày nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Bây giờ có nhiều thứ em biết không, chụp rồi nộp ở trên app thôi là người ta thấy rồi. Rồi sau đó rồi cái bản chính mình từ từ gửi về sau, tại vì bây giờ cách ly mà cũng chưa cần thiết mà gửi liền, em hiểu không? Nghĩa là em có cái giấy tờ đồng việc đó, chụp ở trên hết xong xuôi rồi chuyển cho cái nhà cố vấn của mình, nhà tham mưu của nhà nhà tư vấn của mình, rồi sau đó người ta sẽ làm thủ tục thanh toán ở trên cái app, thì trong công ty là nhận được liền. Mà nếu mà là Covid thì ngay lập tức là công ty sẽ chú ý và làm ngay. Thì hiện nay theo công ty báo thông báo là cái trường hợp mà trễ nhất là 2 ngày là có tiền thanh toán 20 triệu. Các bạn lưu tâm nha, các bạn lưu tâm cái chỗ này tí, chứ chuyện Covid là rất dễ ảnh hưởng đến chuyện domino. Domino là gì? Là một người trong nhà bị thì rất nhiều người bị theo. Đó, cho nên rằng là mình phải phòng thủ nha, mình phải phòng thủ. Và vì là mình gì? Mình yếu thế, vì mình yếu thế cho nên là mình phải thủ cái quyền lợi cho bản thân mình. Chứ có gì đâu. Nói thật với các bạn nè, các công ty bảo hiểm người ta giàu lắm. Không biết ở trong này có mấy sếp không nữa, mà tôi nói thiệt là thí dụ nè, Đa Chi đầu tư tại Việt Nam là 7.700 tỷ, là 350 triệu đô, 350 triệu đô. Nhưng mà sao 2 năm vừa rồi là Đa Chi lãi tổng cộng là 2.600 tỷ. Thì nói thật ra khoảng chừng 5 năm nữa thôi thì Đa Chi hòa vốn, và hàng trăm năm phía sau là toàn lãi và lãi không à. Cho nên rằng là mình chơi với một cái ông đại gia, mấy ông bảo hiểm ông nào cũng đại gia hết, ông nhiều tiền lắm. Mà chính vì ông nhiều tiền thì mình hiểu đầy đủ quyền lợi của mình thì mình là cái người mà có nhiều tiền. Còn cái người mà mình mua bảo hiểm, mình tham gia bảo hiểm mà mình không có hiểu quyền lợi, mình mua theo kiểu ủng hộ, rồi mình cũng không có một cái chiến thuật sử dụng sản phẩm gì hết, thì nó dẫn đến cái việc gì? Nó dẫn đến cái việc là bất lợi sẽ quay với mình. Còn đừng có mua bảo hiểm theo kiểu là tôi có 30 triệu là 40 triệu nó làm cho tôi hợp đồng, đừng có làm vậy. Làm vậy là phần thiệt nó về mình, tưởng chẳng, tại vì những cái quyền lợi ở trên đó nó không đúng nhu cầu gì của mình hết. Và khi mình không có làm, mình không có làm như vậy á, mình không có thực hiện được như vậy cho đến khi mình cần không có. Ngân ơi, em có biết vì sao anh để cái quyền lợi cho em 1 tỷ không? Vì Dạ không ạ. sao anh giảm cái này mà anh vẫn giữ cái thẻ cho em 1 tỷ đố em á? Dạ cái đó em cũng không biết nữa anh. Anh là cố vấn theo kiểu quyền lợi sống. Quyền lợi sống có nghĩa là gì? Là khi người ta sống, người ta khỏe mạnh, người ta nộp tiền vào cho Đai Chi thì người ta được cái gì trong quá trình sống đó, trong quá trình tham gia với Đai Chi, em hiểu không? Chứ còn mà đừng có để xảy ra tình trạng là chết rồi đi rồi mới có quyền lợi thì người ta sẽ không còn cái quyền lợi, nó không có ý nghĩa ha. Có nghĩa là nếu nhìn vô thì em thấy nè, chủ yếu là quyền lợi sống, đau ốm nằm viện em được cái gì, hỗ trợ ra sao, tai nạn cái gì, bệnh hiểm nghèo được như thế nào đó. Thế còn cái quyền lợi này thì nó cần khi mình mất sức khỏe thôi nha, còn khi mình mất đi thì đó, giống mình chưa có gia đình thì đó là quyền lợi giống báo hiếu cho bố mẹ. Còn nếu mình có gia đình có con thì cái tỷ 1 tỷ đó là con mình nó có tiền ăn học em hả đó. Dạ. Rồi anh chị có câu hỏi nào tiếp theo không? Mạnh dạng thôi mọi người, cứ mọi người cứ mạnh dạng hỏi thôi, tại vì đây là cái buổi giao lưu chia sẻ để rồi mọi người có thêm rất là nhiều cái kiến thức hiểu biết. Và những cái hiểu biết này nè, thí dụ đây nè, chiếu cho mọi người coi cái này, chiếu mọi người coi cái này đây, mình thấy nè, thấy cái gì? Mình thấy là đây là cái hợp đồng mà toàn mua bảo hiểm cho cậu con trai ở trong nhà, 20 triệu một năm, 20 triệu một năm mà 100 trang giấy tờ đầy đủ vân vân và vân vân. Đó, một cái hợp đồng có 20 triệu thôi người ta làm kỹ như vậy. Mình ra ngoài kia đa cấp Ponzi tài chính, mình đưa cho họ 500 triệu, 700 triệu rồi, và người ta đưa cho mình cái tờ giấy A4 thôi, hai mặt thôi mà mình vẫn nhận, rồi mình đưa đưa 500 triệu, 700 triệu cho người ta, mình mất tiền là chuyện là do mình rồi, lỗi của mình rồi.
mình tham gia cái hợp đồng có 20 triệu mà người ta phải làm đầy đủ nha cho mình, người ta phải tư vấn cho mình vân vân và vân vân, người ta có chiến thuật chiến lược sử dụng sản phẩm cho mình mà còn còn chưa hài lòng thì huống hồ gì như vậy. Hoặc là các bạn cho người khác mượn tiền ví dụ vậy, mà các bạn chỉ nhận một cái tờ giấy ghi tay thôi thì cái đó lỗi của các bạn rồi. Còn hôm nay khi mà các bạn dự được cái phiên, một cái phiên chia sẻ như thế này nè, thì các bạn hiểu rằng là gì, ở trên đời này ngay cả bảo hiểm đi nữa, mình phải đổi quỹ thì mình mới có lãi nhiều, mình mới có lợi nhiều, chứ còn làm sao mà mình làm cái gì đó mà mình nói rằng là gì cứ nộp tiền qua đây đi, không làm gì vẫn vẫn có tiền, ví dụ vậy, thì cái đó thực sự là nó không có đúng. Và chính vì vậy mà mình phải dự những cái buổi chia sẻ để rồi mình trang bị thêm kiến thức cho mình, trang bị thêm kỹ năng cho mình, để rồi là gì mình ra ngoài kia mình không bị lẫn lộn, mình cũng không bị nhầm lẫn, và cái người nào được chia sẻ đầy đủ thì cái người đó sẽ có lợi nhất mà thôi. Rồi xin phép hỏi tiếp có bạn nào hỏi điều gì nữa không, mình cứ mạnh dạn đi các bạn, đừng có ngại nha, đừng có ngại, trong cái lúc mà mình vẫn có thể có rất nhiều điều mình hỏi, tại vì khách hàng ở khắp nơi, đặc biệt là khách hàng Hà Nội, Sài Gòn và những cái thành tỉnh thành phố lớn, người ta kiếm đến đến anh nhiều lắm, kiếm anh rất là nhiều. Cái kỳ vừa qua là cứu được tổng cộng là 5 cái hợp đồng của Manulife, vì đơn giản người ta mua người ta không hiểu gì hết, người ta không biết quyền lợi gì hết và người ta cảm thấy nặng. Sau khi mình giải thích xong xuôi rồi họ mới thở phào nhẹ nhõm và họ nói ok tiếp tục đóng tiếp. Thì những cái chuyện đó trên mạng anh là nhà cố vấn già cho nên rằng là đăng nhiều bài người ta thích thì người ta tìm đến mình thôi nha. Các bạn hỏi đi, các bạn thoải mái đi nha. Thùy ơi, có bữa nào em gặp anh tí để anh còn hỏi cái gì nữa thì anh trả lời luôn em nha. Hôm giờ đọc chưa? Đọc xong chưa? Cả nhà hỏi đi, cả nhà có ai hỏi thì cứ hỏi đi. Mạnh dạn lên các bạn, mạnh dạn lên. Thấy dòng này đến gần 40 người lận mà. Nhận thấy là 40 người lận mà. Thoải mái đi các bạn, hỏi đi các bạn. Rồi. Dạ vậy thôi cho em hỏi thêm một câu nữa anh Em ơi. hỏi đi. Cảm Dạ ơn em. em có một chị đang ở trong khu phong tỏa, chị đó là F1 thôi á, nhưng mà chị cũng muốn tham gia bảo hiểm á, thì chị hỏi là nếu mà là F1 thì chị có mua được không anh? Tại vì chị có đi tìm hiểu mấy bên kia thì họ không không gặp được chị nên là họ không bán cho chị á. Hiện nay như thế này, hiện nay như thế này em, là trong trường hợp này gọi là F1 thôi thì nó chưa gọi là nhiễm hay là không, nó chỉ là vấn đề là nghi vấn thôi em ha. Thì đối với Dai Chi thì mình có thể làm trực tiếp online luôn em. Có nghĩa là hiện nay á, ví dụ như anh có thể online trực tiếp bằng ai bằng các cái phương tiện, rồi mình làm hồ sơ cầu bảo hiểm cho chị luôn trên online luôn, rồi sau đó thì chị có nộp tiền thẳng vào công ty thôi qua chuyển khoản, rồi xong xuôi là công ty sẽ tiến hành thẩm định. Thì những cái chuyện đó mình cứ khai vô thôi em, không vấn đề gì đâu. Nó khai vô thôi, khai là mình đang F1 hay là F2 gì đó tùy nha. Thì mình F1 thì mình khai là F1. Rồi công ty sẽ tiến hành thẩm định. Anh lưu tâm như thế này, có người nói rằng đã nhiễm Covid 19 rồi thì cả đời không tham gia được bảo hiểm nữa. Thì cái này cái này nó giải thích cái này cho rõ mọi người tí nghe. Có nghĩa là nếu như mà mình bị nhiễm mà nó giống như cảm cúm bình thường thôi thì mình vẫn tham gia bình thường nghe. Còn nếu mà bị nhiễm mà nó chuyển nặng để rồi mà cái phổi của mình á nó bị ảnh hưởng thì thường người ta nghiên cứu người ta cho thấy là bị ảnh hưởng do Covid-19 thì cái phổi nó bị ảnh hưởng trong 15 năm. Thì nếu mà nó dẫn đến tình trạng đó thì nó có thể là tùy theo tình trạng sức khỏe, người ta có thể loại trừ, kể từ đó trở đi người ta loại trừ tất cả những cái bệnh chỉ liên quan đến phổi. Và nếu nặng nhất thì người ta từ chối, người ta không bảo hiểm. Thì cái đó
nó tùy theo tình trạng nha, chứ 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 không phải là nói là nhiễm vô rồi là không có được bảo hiểm nữa thì cái đó không có đúng nha, không có hù người ta vậy, không có hù khách hàng vậy, hù vậy là không có văn minh nha. Mình phải nói đúng, nói thẳng, nói thật đó, chứ còn mình hù khách hàng thì khách hàng lúc nào đó sau này người ta sẽ hiểu hiểu rằng là ở cái thời điểm đó mình mua hợp đồng bị hù, không phải. Cho nên rằng là nếu mà chị đó mà có quan tâm nha, Ngân ơi, anh nói cái này tí này Ngân nè, nếu mà chị đó có quan tâm nghe thì cứ để gì, cứ để cho chị kết nối với bên anh thôi, rồi mua hay được mua hay không chưa biết đã, mà hiểu cái đã nha, hiểu cái Dạ. đã. Nó giống như cái buổi hôm nay là hiểu cái đã, tại vì mình có thể online nói chuyện được. Nên giống online anh đang online nói chuyện mọi người vậy nè. Đấy, cứ hiểu thôi, cứ hiểu thôi đã. Đó, và cũng cầu mong rằng là mọi sự nó ổn ha. Chứ năm ngoái anh còn bị dính F1 mà. Nha, năm ngoái anh còn bị dính F1 nhưng mà không có sao cả, không sao cả. Đó. Anh được tiêm vaccine chưa anh? Ở thời điểm đó là bị F1 thì chưa có bị nhiễm gì hết, mà mình phải cách ly ở nhà thôi em, cách ly ở nhà thôi đó. Thì năm ngoái thì ở thời điểm đó bố anh mất, cho nên anh cũng thời điểm đó anh phải lái xe vô Sài Gòn, anh cũng báo cho CDC nói là bố tôi mất thì sao, thì họ không cho phép anh đi và họ nói là đừng có tiếp xúc với ai hết cả, thì mình ở trong xe mình thôi, mình tự lái xe đi ở trong xe mình, ok hết, cũng không ai nói gì, mình cũng khai báo đầy đủ em, nó vậy thôi nha, nhẹ nhàng thôi, không có nghiêm trọng lắm đâu, đừng có sợ, các bạn đừng sợ nhé. Rồi à, các bạn hỏi tiếp đi các bạn. Anh dặn các bạn nè, anh dặn cái này các bạn đấy, hôm nay là có duyên chúng ta gặp nhau, cho nên rằng là sau cái buổi hôm nay là chúng ta thành bạn nha. Và các bạn muốn hỏi điều gì thì các bạn hỏi thôi. Văn phòng anh ở 120 số Nguyễn Tĩnh, các bạn muốn quan tâm đến điều gì về lĩnh vực tài chính thì cứ ghé nói chuyện hoặc là hỏi, cần tham mưu, cần tham vấn gì đó anh sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Bất cứ những cái gì mà liên quan đến tài chính mà anh hiểu biết anh làm được rồi anh chia sẻ ha. Còn cái gì mà anh không biết thì thôi xin chịu nha, ở trong rổ tài chính gia đình anh làm gần hết rồi đó, và cũng có cái làm được, đôi lúc cũng có lỗ cũng có chứ mày không, nhưng mà đại đa số cũng được. Đó. Rồi các bạn hỏi đi, các bạn hỏi đi, các bạn ơi hỏi. Rồi bây giờ nếu không hỏi gì thì bây giờ riêng cái phần Ngân ơi, anh dặn cái này tí nè Ngân, là nếu mà để ngày mai á, anh sẽ rảnh anh sẽ làm cho em một cái video clip hướng dẫn cái chiến thuật và chiến lược sử dụng sản phẩm cái minh họa của em nghe Ngân. Rồi xong xuôi là anh sẽ gửi cho em cái link để rồi em có một cái phần hướng dẫn sử dụng trọn đời luôn á nha. Đó rồi đến giờ này thì nó cũng nói mình nói tiếng mà nó tiếng rưỡi mất tiêu rồi các bạn. Thì cái buổi chia sẻ hôm nay á, thì nó như thế này, nếu như bạn nào mà mình có quan tâm thì muốn được tư vấn sâu hơn nha, thì các bạn có thể liên hệ với cái bạn mời mình hoặc là đến thẳng văn phòng 120 số Nguyễn Tĩnh, muốn hiểu sâu hơn, muốn biết về điều gì đó thì các bạn cứ mạnh dạn nói chuyện. Đối với anh thì tham gia bảo hiểm đối với anh khó lắm. Khó là vì gì? Vì hai thứ. Thứ nhất là đối với anh là tham gia bảo hiểm thì chắc chắn anh đền nha, chắc chắn là anh sẽ giúp cho các bạn nhận được tiền ha, đó là sự đảm bảo đầu tiên. Đảm bảo thứ hai là đã nhận tiền thì phải nhận nhiều hơn những người khác nhận, thì bao giờ nó cũng vậy, cái đó là hai điều anh đảm bảo. Thì chính vì vậy mà anh thẩm định về sức khỏe nó rất là chắc tay nha, tại vì nó đơn giản lắm, khai hồ sơ sức khỏe trung thực cộng với cái việc là giữ cho cái giá trị quỹ của khách hàng luôn luôn dương thì chắc chắn công ty bảo hiểm nó trả tiền vậy thôi. Đó, thì chính vì vậy mà đừng có ngại trong việc tìm hiểu, tại vì cái việc mà mình tìm hiểu để rồi mình có một cái kế hoạch trọn đời á, thì đó là quyền của mình, và mình có thể gặp
rất nhiều các nhà tư vấn của các công ty khác nhau để rồi mình lựa mình chọn mặt mình gửi vàng, và tránh cái chuyện là mình mang cả một cái kế hoạch tài chính cả cuộc đời mình đi ủng hộ nha. Thì cái đó là gì? Cái đó thì không có nên đâu nha, cái đó hoàn toàn không có nên, mà vì là quyền lợi của mình, của con mình, của gia đình mình, của hưu trí của mình thì mình cần phải tìm hiểu một cách chính đáng, rõ ràng và có sự cam kết qua lại của đôi bên. Thì ở trên cái nhóm ở trên cái trang Facebook của anh á, là Phan Lê Thanh Toàn á, nó có cái quy trình cố vấn ở trên đó. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu thì các bạn cứ lên đó các bạn tìm hiểu. Và nếu như trong trong đợt này thì mọi người vẫn có thể là gì kịp thời chọn cho mình một cái kế hoạch nào đó để bảo vệ cho bản thân và gia đình mình. Và ở đây anh có quà để tặng mọi người nha, nếu mà tham dự cái phiên cố vấn sâu, còn nếu không thì cũng không sao cả. Hôm nay chỉ là cái phần để rồi chia sẻ cho mọi người về quyền lợi thôi, và giúp cho những người đã có hợp đồng rồi an tâm hơn, và giúp cho những người chưa có biết gì đến bảo hiểm thì hiểu hơn về bảo hiểm để rồi là gì mình lựa chọn cho mình một cái kế hoạch cho thật tốt. Anh nhà cố vấn già cảm ơn mọi người đã cùng đến buổi chia sẻ hôm nay, và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Vì sao? Vì cái việc ủng hộ mà ngồi đến giờ này để được nghe chia sẻ đầy đủ thì đó là một ủng hộ hết sức lớn lao đối với anh rồi. Còn cái chuyện có tham gia được bảo hiểm hay không thì phải trả lời được hai câu. Thứ nhất là mình có sức khỏe hay không, mình có sức khỏe hay không rồi, có hai nữa mình có thu xếp được tài chính hay không. Thì cái chuyện đó không phải ai cũng có thể làm được liền, nhưng mà hiểu thì mình nên giữ cái quyền được hiểu của mình nha các bạn, mình nên hiểu quyền của mình. Và anh luôn chào đón mọi người tới với văn phòng tổng lý ban thuộc 4 ở 122 số Bến Nghé tỉnh. Hiện nay thì khách hàng của anh có ở Sài Gòn, có Hà Nội, có Đà Nẵng, có nhiều nơi, và cũng tư vấn online như thế này nè, tư vấn online như thế này rồi sau đó làm hợp đồng online thôi. Tuần tới là chắc có 4 hợp đồng, có 4 hợp đồng ở Sài Gòn với Hà Nội. Và nếu các bạn muốn hiểu các bạn thì các bạn cũng có thể đặt hẹn, mà trong cái trong lúc giãn cách xã hội như thế này nè thì các bạn đặt câu hẹn anh cố vấn cho online cũng được nhé. Rồi anh chào cả nhà, anh chào mọi người, chúc mọi người có một cái buổi tối vui và ngon nhất nhé. Rồi anh chào Thùy, Dạ, em chào chào anh. rồi anh chào Dạ, Vinh, em chào anh ạ. chào mọi người, Em chào anh ạ. Em chào chào mọi anh người, ạ. chào mọi người Rồi, nhé. xin chào anh nhé. Chào Hiền, chào mọi người.